Em chào cả nhà mình ạ, vào liền livestream với shop các chị ơi, quá trời mẫu sale trong bài livestream ngày hôm nay luôn nha. Thích mẫu nào bình luận cho em mẫu đầm đó. Cả nhà mình mới vô livestream cho em xin một chấm một lượt chia sẻ đây cả nhà ơi. Đã cùng nhau săn sale với shop nha, quá trời mẫu xinh trong livestream luôn ạ. Dạ em chào chị Lương Lành ạ, em chào cả nhà mình mới vô nha. Các chị ơi, vô liền livestream săn sale với shop các chị ạ. Quá trời nhiều mẫu đẹp luôn. Đặt hàng chỉ cần comment cho em mã số, số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nè. Đó, và giá tiền trong livestream thì sẽ dao động thì tầm khoảng 5, 9, 6, 9, 9, 9, trăm mấy, 200 mấy cũng có hết, tùy theo cả nhà mình thích cái nào thì mình chốt cái đó thôi nha. Dạ ít chưa chị Thanh Lan ạ, chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi cả nhà ơi, vô liền livestream săn sale có chịu ạ. Thích mẫu nào bình luận cho em mẫu đó nha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Cả nhà mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn đó. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm là nó hết hàng đó nha các chị ạ. À, cố gắng lên đơn nè, phải thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, em tư vấn luôn nha. Mẫu đầm đầu tiên em mặc này cả nhà, hôm nay thì em sale rất rẻ luôn ạ. Ủa? Sao tự nhiên bị vắng này ra rồi? Các chị mình chờ em xíu nha, để em vô cái này em xem thử xem. Rồi hiện tại thì em đang có cho các chị mình cái mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1604 ha. Mã 1604 này thiết kế sờ cổ tròn tay lỡ nè, dáng đồng phong xòe, nhất là vải kim tuyến nha các chị ơi, ánh nhũ kim tuyến, cao giãn siêu nhiều luôn, 40 ghế cho tới 68 kg. Mình đặt hàng mẫu này thì bình luận ngay cho em phía dưới, mã số sản phẩm là 1604 với số điện thoại cho em là ok luôn nè. Rồi quá xuất sắc luôn mấy chị ạ, đầm này thì quá đẹp rồi, mã 1604. Chị nào đặt hàng trong bài livestream này đang có giá giảm nha. Bình thường cái vải này thì nó rất là hiếm luôn. Chỗ đẹp chưa các chị ạ? Xuất sắc nha. Nhưng mà đầu like đi thì em sẽ lên trước cho mình mẫu đầm này. Em sale cho các chị mình 99.000. Em cầu cho mình hai chiếc cuối cùng. Hai chiếc cuối cùng mã số 1544. Mã là 1544 nha mấy chị. Rồi sale rẻ cho mấy chị mình luôn. Còn hai chiếc cuối sale luôn, 99.000 đồng ạ. Dáng body đuôi cá chứ cá thái cho mình luôn nha. Vải này thì nó rất là mềm, không những mềm nè, còn nhẹ, nó mặc lên thì rất là mát luôn rồi chứ. Trời ơi xuất sắc quá nè. Rồi, bình luận cho em mã này nha, 1544 giá 99.000. Mẫu em đang mặc trên người mã 1544 giá 99.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay cho em mã số 1544 hai chiếc cuối nha cả nhà ơi. Giá 99.000 đồng trong livestream ngày hôm nay. Rồi, ok tiếp tục. Còn mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1604. 1604 chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ em giảm giá cho mình luôn ha. Em giảm hai chiếc đầu livestream tại vì giá gốc bình thường em váy này em bán cho cả nhà là tới 499 lận. Nhưng mà trong bài livestream này em giảm giá cho chị của mình luôn. 259.000 đồng cho hai chị khách đặt hàng đầu tiên. Mã số sản phẩm là 1604 ạ. Các chị mình nhớ kỹ mã nha, tại vì lệch mã sai mã là nó em gửi lộn đầm á, cho mình nhớ kỹ cái phần mã số cho em. Cả nhà ơi, đầu like vô các chị mình cho em xin một chấm mọi chị đi xíu rồi mình đặt hàng, hay là mình có muốn em tư vấn gì thì sẽ không có bị ẩn bình luận của mình nha. Mình cứ chấm bài tương tác rồi chia sẻ like cho em luôn nha mấy chị. Dạ em chào chị Ngọc Trâm ạ, giờ mới thấy comment của mình nè, bình luận cho em phía dưới đi các chị ơi. Cả nhà mình chấm bài tương tác đi cả nhà ơi, cho em xin một chấm nha, cho em xin một nút like với một lượt chia sẻ luôn ạ. Bây giờ sẽ chuyển thêm cho mình xem cái mẫu đầm khác. Hôm nay sale rẻ quá trời luôn á trời ơi. Đây cái đầm này, lấp là lấp lánh, cái em mặc là cái màu vàng lấp lánh ha. Cái này thì mới vừa về, giá sale hôm nay là 259. Nhưng mà mẫu đầm này ngày hôm nay sale rất rẻ luôn. Chị mình chờ em xíu em mặc muốn lên cho mình coi thử nha. Phía sau lưng em treo rất là nhiều mẫu đó mấy chị ạ. Thích mẫu đầm nào bình luận phía dưới cho em mặc lên giới thiệu cho mình luôn nha. Đó, còn bây giờ thì em sẽ mặc theo giá sale. Chờ em chút nha các chị. Lên tiếp cho mình cái đầm ren xanh, rất là xuất sắc luôn. Mã số sản phẩm là 1582, cho em xem lại mã 154499K. Chị Nga Trần, ok chị luôn ạ. Rồi, mẫu 99K em nhiều lắm á chị, chờ em xíu nha. Em đang mặc mã số 1582. Mẫu em mặc mã 1582 nha mấy chị ơi. Rồi em còn size M thôi, 40 cho tới 54 kg em bị tư độ về. Đầm này form hơi rộng cho mình có thể ăn gian được nha. Xuất sắc quá, lấp lánh lấp lánh nè. Đây chị, 1544 là cái này nè chị ơi. Đầm này thiết kế sờ cổ tim ha. Tay lỡ nè, chấm bi nó sẽ khuyết khuyết như thế này. Đầm em chỉ còn hai cái cuối nha các chị. Tem mát đầy đủ là hàng bên shop em nè. Đẹp chưa? Rồi cái này là 1544 nha chị. Xả rẻ luôn, 99.000.
sẽ để cho chị em mình luôn ạ, 99.000 đồng. Mình đặt hàng bình luận phía dưới giùm em nha. Mã 1544 với số điện thoại giá 99.000 đồng nha chị. Mã 1544 với số điện thoại cho em giá 99.000 đồng. Rồi chị mình đặt hàng comment phía dưới cho em mã 1544 với số điện thoại. 40kg cho tới 54kg, em tới ra thì em tầm 74 đổ về nha chị ơi. Cái số cân nặng chỉ là tương đối thôi nha cả nhà. Đặt hàng thì mình nhớ đo vòng eo cho em là chính xác, đo ngang khuỷu tay đi qua, hoặc là mình đo ở trên rốn một chút xíu. Chỗ đầu nhỏ nhất ở trên rốn á, thì mình đo vô, đó chính là cái phần eo của mình. Rồi đây, cái này 1544 nè chị, đặt hàng bình luận cho em nha. Mã 1544 với số điện thoại 99.200 chiếc cuối cùng. 99.000 em có nhiều lắm chị, quan trọng là mình bao nhiêu cân á. 99.000 thì đa số là em cầu size từ dưới 54-55kg thôi. Còn nếu như mà chị mình trên 55-54kg á, thì em có đầm 139, 149, 159 là em cũng có nha. Giá của nó cũng rất là rẻ chị ạ. Rồi cái mẫu em đang mặc trên người mã số là 1582 nha chị. 1582 hiện tại em còn 7 chiếc cuối cùng. 7 chiếc cuối cùng ngày hôm nay em sale rẻ cho chị em mình luôn. 7 chiếc cuối mã 1582. Chị nào mình đặt hàng em giảm giá cho chị đó luôn, chị còn 179.000 luôn. Rồi 179.000 đồng luôn. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Mã số xuyên thoại cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1582, giá 179.000. 179.000 đồng. Chốt luôn cho em cả nhà ơi. 40kg cho tới là tầm 54-55kg. Em tới đây tầm bị tiêu độ về. Váy này em may cho cả nhà mình hai lớp kèm luôn hai túi như vậy nè. Xin nha. Rồi 179 nha mẫu này cả nhà ơi. Chất ren nha mình nè. Đẹp chưa? Mê. Phần tay em may một lớp thân váy kỹ lượng hai lớp, có luôn hai túi luôn, giá 179.000 đồng. Mã số sản phẩm 1582, giá 179k. Cả nhà đặt hàng bình luận cho em mã 1582 và số điện thoại 1582 và số điện thoại liền em tư vấn. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây em có cho các chị mình dạ hội. Dạ hội này ngày hôm nay là xe bất chấp, xe bất ngờ luôn á. Dạ em chào chị Lê Hồng Đào ạ. Tại vì em lẹ bị lẻ sai rồi các chị ơi. Đầm nào càng lẻ sai giá của em nó càng rẻ nha. Đầm càng lẻ sai giá càng rẻ nha mấy chị. Mà đầm lẻ sai thì chắc chắn là nó không có còn đủ nữa. Cho nên em sẽ lên đại nha. Đó, chị nào mà mình muốn lên size lớn, size nhỏ hay là mình tầm bao nhiêu ký á, thì mình có việc bình luận phía dưới để em kiếm đầm em lên cho mình ha. Đời 1582 40kg cho tới 54-55 em bị tư độ về nha. Giá 179, cả nhà mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số điện thoại là được. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha, cả nhà cùng xem thêm mã khác. Đây, lên luôn cho mình cái đầm này. Quá xuất sắc luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1313. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1313. Đầm này cổ tròn nhé. Cổ tròn tay lỡ cổ tay le le nè. Đó, dáng đầm phong xòe siêu dài. Rồi mã số 1313. Cái này đầm dạ hội nha mấy chị. Để em xem còn sót size không. Trời ơi, còn 2 size ML à. Trong đó sẽ làm còn 6 chiếc nữa nha. 40kg cho tới 55-56kg, eo tối đa tầm 75-76 độ về. Mẫu em đang mặc trên người mã 1313. Chị nào mình đặt hàng bình luận ngay cho em nè. Xuất sắc chưa? Cổ tròn nghe cả nhà ơi, tay lỡ nè, cổ tay lê, đầm này chất chiếc phao, cả nhà yên tâm đi. Vải này là chuyên may về đầm dạ hội luôn, không những nó mềm nè, nó nhẹ nè, mặc lên còn mát nữa. Trời ơi, đẹp lắm luôn á. Váy để may kỹ hai lớp nha, kèm hai túi. Nền vải là màu đen như thế này và có phối với những cái mảng hoa rất là sang luôn. Mặc lên thì vừa sáng nè, vừa tôn da, vừa gọn dáng nữa. Rồi, mẫu em đang mặc mã 1313 sale luôn. 239.000 đồng luôn. 40kg cho tới 55-56kg ha, 239.000 đồng. Mã 1313 nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số điện thoại cho em nào được. Xuất sắc chị cả nhà ơi. Vải chiếc phong nha, tay lỡ cổ tay lê như thế này, sang ơi là sang. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này khuyên thiệt luôn, nên mua cái mẫu đầm này các chị ạ. À, đa số thì còn xem mờ nhưng mà đầm nào thì đa số cũng còn xem mờ hết á. Nhưng sai lỡ em chỉ còn cho mình có 6 chiếc cuối cùng thôi. Đầm em không về đi về lại nha. Các chị thích mẫu đầm này thì ngay bây giờ mình chốt sớm cho em mã số 1313 với số điện thoại cho em là được. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1313. Cả nhà đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay cho em nha.
mã 1313 và số điện thoại cho em là được. Hai lớp nè, hai túi luôn ha. Rồi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng, mã số sản phẩm là 1313 ha, 1313, giá 239.000 đồng. Rồi chỉ còn có giá tiền là 239.000 đồng thôi. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. Lên tiếp cho mình đầm xeo 99k đây mấy chị. Lên tiếp cho cả nhà mình đầm xeo 99k đây. Nhiều mẫu lắm, các chị mình thích em lên mẫu nào đây ta? Mẫu này đi các chị ơi, hoa nhí. Hả? Chưa. Mới mà. Rồi, bao lâu mới có? Mới có 10 phút mà. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã 1313 nha. Chị khách là mình đặt hàng nên bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1313 với số điện thoại. Rồi bây giờ sẽ lên cho cả nhà mình cái đầm sơ mi. Sơ mi sale 99 cành. Sau lưng em nhiều mẫu nha các chị ơi. Cả nhà mình mới vô livestream cho em xin mọi chị một chấm, chấm tương tác giùm em cái nha. Cả nhà mình chấm bài tương tác giùm em cái các chị ơi. Thích mẫu nào mình lục phía dưới cho em mã số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Rồi đây, tiếp tục thay thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái á, mẫu đầm khác nữa. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1524. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1524. Em cảm ơn chị Hiền Phạm ạ. 1524 sale rẻ cả nhớ 99k. Đầm này sale luôn 99k nha. Đầm này chất liệu vải ton, mặc rất mát luôn á. 40kg cho tới 52kg, eo tới là 72 độ về cho em nha. Em 70-72 độ về mặt đẹp nha chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1524. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm 1524. Chị nào đặt hàng lên đơn sớm cho em nè. Những cái chiếc nha lá nhỏ nó đang xen vào nhau ha. Nền trắng nè. Đó lá này dễ thương không. Đầm xóm này đẹp lắm cả nhà ơi. Em cảm ơn chị Giang nha. Em chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã 1524 em xả rẻ nè, 99.000 đồng ha, 99.000 đồng. Đầm mới 100%, còn tem mát đầy đủ, mình cứ yên tâm đặt hàng thoải mái. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1524. Ủa wifi gì ta, sao em thấy nó hơi nhẹ phải. Đúng rồi mà ta. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1524. Váy này em may cho cả nhà một lớp kèm luôn hai túi nha. Vải này mặc rất là mát luôn á. Màu này màu sáng này các chị ạ. 1524 40kg thôi chị, rồi ok chị luôn. 99.000 giùm em. 99.000 mã 1524 99.000 đồng nha cả nhà. Xòe xòe này cao mấy 65 nào để mặc dài ngang nửa bắp chân như thế này. Em mặc trên livestream sao ngoài mình nhận đồ hàng y chang vậy như các chị ạ. Dễ thương quá trời luôn, những cái chiếc lá nhỏ nhỏ nè, mặc lên trắng da nha. Dễ thương cực kỳ luôn á các chị ạ. Rồi mã số sản phẩm là 1524, mình đặt hàng bình luận ngay cho em phía dưới mã 1524 với số điện thoại 99.000. Rồi 99.000 nha mấy chị ơi, 99.000. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã khác nữa nha. Lên đầm lại có size lớn một chút xíu đi. Nãy giờ em lên cho mình đầm toàn là size nhỏ nhỏ thôi à. Bây giờ sẽ lên cho mình size lớn. Đây, đủ size luôn, 150 nha. Còn em đang mặc là 1524 99.000 đồng. Các chị mình đặt hàng mẫu đầm này bình luận phía dưới cho em mã số 1524 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Một màu à chị, đầm là hai màu em báo luôn cho livestream nha. Chị mình thích hoa to, hoa nhỏ, hoa vừa, hoa nhí, giờ mình bình luận phía dưới cho em màu trơn em cũng có. Màu trơn em cũng có đó. Hiện tại là chị không có màu tím thôi. Màu tím đợt nào về cũng cháy hàng hết trơn á. Hy vọng đợt sau hay đợt sau nữa có màu tím ha. Rồi, tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. Mã này xinh nè mấy chị. Mã này thì mình mặc đi làm cũng được, mặc đi chơi đi làm đều được. Cả nhà mình mới vô like cho em xin một chấm, chấm bài tương tác giùm em mấy chị ơi. Mấy chị mình mới vô cho em xin một chấm, chấm tương tác giùm em nha mấy chị. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1496. 1496 giá 150, 149.000 luôn. 149.000 đồng luôn ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1496. Đầm này em may cho cả nhà thiết kế sẽ là cổ vét nha. Đầm này em may cho các chị mình thiết kế sẽ là cổ vét như thế này. Đây cái cổ như vậy, phối cho mình nguyên màu hàng cúc từ cổ áo chạy dài xuống dưới phần chân váy nha. Ô, ở đâu ra, ở đâu ra cái cọng tóc nhỏ nhỏ ở đây đây, chậm xíu nha mấy chị. Rồi ok chưa. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là
1496 1496 cả nhà ơi. Đặt hàng bình luận ngay cho em nha, mã số 1496 với số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1496 giá 149.000 đồng. Đầm thì chất vì vậy của em nó là dòng vải phi tuyết nha. Và trong tủ đồ của các chị mình thì chắc chắn là mình đã có đầm mà vải phi bóng rồi đúng không ạ? Cái vải phi tuyết này thì nó sẽ dày dặn hơn cái vải phi bóng một chút xíu. Mặc vải ống ống nè, sờ lên mướt mướt nè ha. Cổ vest nè, phối cho mình nguyên một hàng cúc cách điệu, chạy dài từ cổ áo xuống dưới phần chân váy như thế này, dáng xòe nha mấy chị. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1496 giá 149.000 đồng. Và hiện tại thì 1496 này là em đang có cho các chị mình là đầy đủ 4 size nha. 1496, để em kiểm tra cái nữa cho kỹ nha mấy chị. Rồi, 1496 cả nhà ơi, 4 size cho mình dễ chọn nha, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về mình mà thoải mái, nó hơi lắc rồi mấy chị ơi. Trời, mới mưa xong nó hơi lắc thì vậy. Để dành chị em chút xíu nha. Thôi mình cứ đặt hàng đi, xíu nữa bên em tư vấn với chị nha. Chị bu bu một chiếc luôn 1496 ạ, 149.000 đồng. Quá rẻ luôn chị ơi. Đồng vé đó có đợt em về quá trời nhiều mẫu luôn á. Xanh, đỏ, tím, vàng, đỏ đô, màu be, màu nâu gì tùm lum hết trơn. Vé em về rất là nhiều rồi. Đợt này á, mấy đợt gần đây á thì em rất là hiếm khi về luôn. Đây cái mẫu này em còn đủ size nha mấy chị. Rồi kiểm được rồi, đủ size, size XL em gần hết nha. Chị nào mặc XL tranh thủ dùm em. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1496. Mình đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay cho em nha. Mã 1496 với số điện thoại giá 149.000 đồng. Đang có cho chị mình đầy đủ 4 size. Em đang có cho cả nhà mình xem M, XL, XL và là cả 2XL nha. Dạ em chào chị Ngọc Anh. Có chị khách nào bình luận mà bị ẩn bình luận không ạ? À? Cả nhà mình vô live stream của em nha. Cả nhà mình cho em xin một chấm và một cái bình luận gì đó cũng được các chị ạ. Đặt hàng thì mình chia sẻ live stream cho em là được rồi nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1496 nha. 1496 ngày hôm nay em giảm giá cho chị mình luôn. Giá 149, giá 149.000 đồng. Thêm lên đầm cổ tim phối hoa đi. Đầm cổ tim có phối hoa. Em chào chị Phạm nha. Em chào cả nhà mình mới vô nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã 1496 nha mấy chị. Giá 149 nha, giá 149.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Đây, đầm này thì quá xinh rồi, cổ tim cho mình luôn. Cổ tim và có phối hoa hơi tím tím. 62kg eo 83 mình mặc 2XL nha chị. Eo 80 tới 85 là 2X là vừa nha chị yêu nha. Rồi còn mẫu em đang mặc nè, mã số là 1581. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1581 nha. Chị là mình đặt hàng lên đơn, em còn 2 size ML 40kg cho tới 55-56kg. Các chị mình muốn lên eo tầm bao nhiêu á, mình bình luận phía dưới cho em nha, để em biết em lên đầm nha mấy chị yêu ơi. Đó, chứ cái này là em lên đại đó. Em lên đại đi, em bóc trúng cái nào em lên cái đó nè. Rồi, mẫu em đang mặc cho người mã số là 1581 giá 199. 1581 giá 199.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số 1581 với số điện thoại cho em, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Chị nào mình đặt hàng nhanh có đơn nè, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm mới là nó hết hàng nè. Cố gắng lên đơn sớm sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1581. Đầm em đang mặc trên người mã 1581 giá 199. 40kg cho tới 55-56kg. Em tới đây tầm 75-76 độ về nha. Đầm này chất liệu vải von tâm nha các chị ơi. Phần tay may một lớp nè, thân váy may kỹ luôn là hai lớp cho mình nè. Dễ thương không? Hai cái túi nữa, dán xòe. Đầm này xòe trơn tự nhiên thôi ha. Đó, đầm xòe tự nhiên như thế này, đơn giản, dễ mặc, không sợ qua thời lỡ mốt gì hết. Rồi thích mẫu đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1581. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1581. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số 1581 với số điện thoại giá chỉ có là 199.000 đồng thôi ạ. Em chào chị Hân Hân ạ. Em chào cả nhà mình mới vô nha. Mẫu em mặc mã 1581, một màu à chị, này vẽ màu đen nè, hoa thì màu vàng vàng và có phối với cả nhà hoa màu tím tím nhạt như thế này, dễ thương nha chị. Xinh lắm luôn á. Trời ơi, xuất sắc ghê chưa. Form này chị quá đẹp luôn á. Mã 1581 này quá đẹp luôn các chị ơi, bán rất là chạy, hiện tại chỉ còn có 2 size cuối cùng cho mình thôi. Rồi chuẩn bị em thay thêm cho mình mã khác nha.
chị mình thích em lên mẫu nào mình lượng phía dưới cho em nha mấy chị ơi. Đó, rất là nhiều mẫu đẹp luôn, mẫu xịn sò luôn. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình đầm maxi. Đầm maxi, cả nhà đã có đầm maxi bên nhà em chưa ạ? Maxi này hôm nay còn mấy size đây? Ui, cũng còn 2 size à. Nãy giờ em lên toàn 2 size. Mà không biết cả nhà mình có size vừa hay không nữa. Chị nào mà mình không có size vừa, bình luận phía dưới để em lên size lớn chút cho mình nha. Size 70kg em cũng có nha mấy chị, 60kg em cũng có ạ. À, dạ chị Phương Lan, chị Bảo Yên em chào chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1581 giá 199, giá 199. Cả nhà mình đặt hàng bình luận ngay cho em mã số 1581 giá 199.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác nữa. Đây, cái đầm này cũng xinh nè. 1593. Đầm em mặc mã số sản phẩm 1593, đầm này đúng dài luôn á mấy chị ơi. Mấy chị mình mà mua đầm von bên nhà em rồi á, là mấy chị mình không có thích là mua đầm von bên nhà khác đâu. Tại vì đầm von nó rất là đẹp luôn á. Không những nó đẹp nè, nó có cái độ dày dặn vừa nha. Mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái, chứ không phải là cái loại vải mà giặt một hai lần là nó bị tư vải đâu các chị ạ. Đẹp lắm luôn á. Rồi, đầm này cổ tròn nhỏ nha, tay lở nè, cổ tay lê như thế này, nền đen và có phối cho cả nhà những cái họa tiết màu nâu nâu, cam cam vàng vàng như vậy. Phần tay là em may một lớp, thân váy may kỹ hai lớp luôn cho mình nha, hai túi luôn. Khóa kép đi sau lưng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593 giá 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1593 giá 199.000 nha. Các chị mình đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay cho em mã số 1593 với số điện thoại giá 199. Cả nhà mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1593 với số điện thoại cho em là được. Trời ơi, xuất sắc ghê chưa? Xuất sắc quá các chị ơi, vải von hàng nha. Và như cả nhà mình thấy cái đầm von bên nhà em thì nó không có sợ bị quá mỏng đâu ạ. À, cũng mềm, cũng có độ xuyên thấu nhưng mà có độ dày dặn vừa cho mình ha. Nền đen nè, họa tiết thì tông màu nâu nâu, cam cam đỏ đỏ. Mặc lên á thì nhìn rất là nổi bật nhưng mà không sợ kén da đâu, tại vì thứ có cái nền đen đây ạ. À, ôm eo nè, hai lớp hai túi xòe siêu dài. Em cao mấy 65, đầm em mặc dài tới bắt cá chân ha. Rồi, thích mẫu đầm này bình luận ngay cho em đi ạ. À, mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593, mình đặt hàng bình luận ngay cho em nha. Mã 1593 với số điện thoại, mã 1593 với số điện thoại cho em là được ạ. À, giá chỉ có 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mã số sản phẩm là 1593, cả nhà đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. Rồi, cả nhà mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Hiện tại 1593 em đang có cho các chị mình 2 size M và L ạ. À, hiện tại em đang có cho cả nhà mình 2 size M và L, 40kg cho tới tầm 55-56kg, eo tối đa eo tầm 75-76 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em nha. Rồi, thích mẫu đầm này lên đơn sớm giùm em mã 1593 với số điện thoại cho em là được luôn. 1593 với số điện thoại giùm em cả nhà ơi, 199.000 nha. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác. Em có cái đầm này em mới vừa về luôn nè. Đầm nhung. Đầm nhung này em mới vừa về luôn, đen ha. 40 cho tới 66 68 kg, thậm chí 70 kg mình đang cũng vừa luôn á. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người mã số 1605. Rồi, còn mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1593 giá 199 nha, 1593 giá 199. Cả nhà đặt hàng bình luận cho em mã 1593 với số điện thoại cho em là được. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu khác. Đây, em có thêm cho các chị mình cái đầm này. Mã số sản phẩm là 1605. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1605 cả nhà ơi. Đầm này quá đẹp luôn ha. Đầm này thiết kế sờ cổ vuông. Cổ vuông tay ngắn vai phồng nè, dáng xòe xòe như thế này, mã 1605. Em đang có full size luôn á mấy chị ạ. À, full size đầy đủ 40kg cho tới tầm 66-68kg. Eo tối đa thì eo tầm 86-88 độ về, mình mang đẹp thoải mái cho em cái mã này nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1603, quên 1605. Mẫu em đang mặc trên người mã 1605 ạ. Đầm này chất liệu vải nhung và đây là đầm nhung nhung tâm nha mấy chị, đầm nhung tâm ha. Form này cả nhà mình mặc lên rất trẻ luôn á.
Nằm ở nhà em chuyên về thời trang trung niên, mà chỉ khách nằm vào bình tầm U40, 50 trở lên về mặt hở và sang nha. Nhưng riêng cái mẫu nằm này nè, em thấy chị khách là mười mấy, hai mấy tuổi, mình mang lên nhìn rất là trẻ nè. Trời ơi, mặc lên nhìn cái dáng rất là gọn luôn. Đang có đầy đủ 4 size cho em ha. Mặc vải thì mướt mượt, cà sờ lên rất mịn luôn á. Ống ống nhẹ như thế này, chút nhung nha mấy chị, chút nhung có co giãn nha. Váy này em may cho cả mình một lớp, cả hai túi, đầm này một lớp là vừa mặc rồi. Một phần thì nó cũng có độ dày dặn vừa vừa nè. Với lại một phần thì nó cũng tông màu đen á, mình mặc nó không có sợ thấy sợ lộ đâu. Đẹp quá trời luôn á. Trời ơi cái vải nè, ưng quá mấy chị ơi. Đầm này đẹp xuất sắc luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã 1605 ha. 1605. Chị đã mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Trong bài live stream này hiện tại thì đang là đầu live nha mấy chị. Một chị khách đặt hàng đầu tiên em sẽ sale luôn cho mình. Một chị khách đặt hàng đầu tiên mã 1605, em sẽ sale luôn cho chị mình là 259.000 đồng. Tới chị thứ hai lên là giá 450 giùm em. Mẫu em đang mặc trên người mã 1605 cả nhà ơi. Rồi, một chị khách đầu tiên đặt hàng em giảm giá còn 259. Đầm này em mới vừa về hàng tức thì nha mấy chị. Em chào chị Thủy Tiên nha. Các chị mình mới vô like chấm bài cho em dùm cái đi mấy chị ơi. Cho em xin một chấm tương tác giùm em nha. Chị nào mới vô like chấm bài tương tác giùm em cái đi mấy chị. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1605. Một chị khách đầu tiên em giảm giá luôn 259.000 đồng. Tới chị thứ hai lên là giá 450 giùm em nha. Vải rất là êm, sờ lên siêu mềm luôn, siêu mịn luôn. Còn có co giãn như vậy nè. Váy may một lớp nha, hai túi nha, có khóa kéo nha cả nhà ơi. Xuất sắc luôn á, mã 1605 cho em. Tiếp rồi em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Lên maxi xòe dài nha các chị. Ủa, không phải cái này là bao thun. Cái này bao thun tới 70kg. Cái này bao thun tới 70kg, em sẽ lên cho mình maxi này, cái form rất đẹp luôn. Maxi xè dài của Sumi. Đầm này thì nó bị lẻ size cho em, size rất lớn luôn ha. Chị khách thì em sẽ lên maxi tay lỡ trước. Còn maxi tay dài thì chị khách nào thích maxi tay dài thì lên đơn ha. Thì lên em thì mình bình luận phía dưới em sẽ mặc maxi tay dài. Maxi tay dài lên tới 70kg. Cái đầm đỏ phía sau còn sẽ XL không em? Giảm xíu nha chị. Đầm đỏ phía sau. Chị chờ em xíu nha chị ơi. Cái mạng của em nó hơi lắc xíu. Dạ em hết size XL nha, rồi nha chị. Hiện tại em còn size M5 chiếc và size L3 chiếc nha chị. Cái đầm đỏ này em chỉ còn size ML 40kg cho tới 58kg, E78 đổ về. Chị mình tầm E78 không? E78 là mình mang vừa đó chị. Tại vì cái form nó rộng á. Form nó em may rộng chị yêu nha. E78 đổ về giùm em. Tiếp tục. Mẫu này quá xuất sắc luôn. 1603, đây là một cái mẫu đầm mà maxi mà có cổ sơ mi nữa, bán chạy nhất bên nhà em luôn á. Chỗ đầm này chấm bi nha. Mỗi đợt em đều có về cho cả nhà mình là sơ mi hết luôn á. Nhưng mà ủa, chị Thanh Lan bình luận ba cái bông em không thấy nè, các bạn trả lời em mới thấy luôn á. Rồi em bị ẩn bình luận rồi mấy chị ơi. Chị nào mới vô live stream thăng xe với shop á, cả nhà mình cho em xin một chấm chấm hay tương tác giúp em cái nha. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563, 1563. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi nha mấy chị. Thiết kế là mày sẽ là cổ sơ mi. Tay lỡ nè. Đó, dáng xòe siêu dài như vậy luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Hôm nay em sale rẻ nha các chị ạ. 299 1563, hôm nay sale rẻ luôn 299. Chờ 450 sale rẻ luôn 299 cả nhà ơi, quá đẹp luôn á. 1563.bi. Em về cho các chị mình đầm maxi hoa lá họa tiết là có quá nhiều rồi đúng không? Đợt này thì có cho các chị mình cái mẫu này. 1563 giá 299.000 đồng. 40kg cho tới tầm 55-56kg nha mấy chị. Và em tối đa thì em tầm 75-76 đổ về. Mình mang đẹp thoải mái nha. Đầm này vải von hàng cao cấp nè. Váy mềm, nhẹ tên là mặc mát cực kỳ luôn á. Hai lớp cho cả nhà mình. Có khóa kéo phía sau lưng. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1563. Đầm đang mặc trên người mã số 1563. Chị là mình đặt hàng nhưng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn cả nhà ơi. Trời ơi, xuất sắc chưa các chị ạ? Em chào chị Mỹ Hạnh, chào cả nhà mình mới vô luôn ha. Nền đen nè, chấm bi nè, tay lỡ nè. Đó, ôm eo, dáng đồng phong xòe xòe nè, dễ thương không?
xuất sắc luôn á, cái form rất đẹp, cái form này thước tha đẹp cực kỳ luôn á mấy chị ơi, form này đẹp lắm đó. Cả nhà mình chưa có thì chốt ngay mẫu này, giá 299.000 đồng, mã số sản phẩm là 1563. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1563. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm mã số 1563 với số điện thoại trên là được ha. Sale ngay trên like nha cả nhà ơi, không có áp dụng bên ngoài nhé. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác để em lên cái mẫu đồng nào mà có nhiều size hơn chút xíu đi. Để em lên cái mẫu đồng khác có nhiều size hơn một chút xíu nha mấy chị. Lên cho các chị mình cái đồng này. Họ tiết thổ cẩm. Trời ơi, cái máy của em hôm nay nó bị sao mấy chị ạ? Em kiểm tra nó hơi lag, kiểm tra không được. Cả nhà mình chờ em xíu nha. Cả nhà mình chờ em xíu nha. Rồi. Đây là 1526 nha mấy chị, nhưng mà chắc cũng có size lớn á, để em nên thử. Còn em mặc mã số là 1563. 1563 em giảm giá cho các chị mình luôn, giá 299. 1563 giá 299.000 đồng. Đặt hàng bình luận cho em mã 1563 với số điện thoại em tư vấn và chờ hàng cho các chị mình luôn nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đồng khác nữa. Đây, mẫu này mã số sản phẩm là 1526. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi ạ. Cổ sơ mi nè, tay lỡ nha, ôm eo, chân quay xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau. Mã số 1526, mã số 1526. 40kg cho tới 65kg nha cả nhà. Đầm này lẻ mất một size, mẹ quên nó là size gì rồi. Giờ máy của em kiểm tra không có được, cả nhà mình cứ việc đặt hàng đi. Mặc vừa thì các bạn chốt đơn ha, còn mà không vừa các bạn báo cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1526, giá 199 luôn. Đầm này chất cát thái nha các chị. Nãy giờ em chưa có đầm, lên đầm đầm mà vải cát đúng không? Nền vải sẽ là màu xanh ha. Và có phối cho cả nhà mình hoa, hoa đây. Hoa to có, hoa nhỏ có, chiếc lá có luôn, tay lỡ như thế này. Rồi sale rẻ cả nhà ơi, giá 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1526. Đặt em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Chị nào mình đặt hàng bình luận ngay cho em cái mẫu đầm này luôn, 1526 kèm số điện thoại cho em là được. 1526 kèm số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha mấy chị ơi. Đầm quá trời đẹp, quá trời xuất sắc rồi, em sẽ treo lên cho mình cái đầm mà lắp lại lắp lánh này lên đây cho các chị mình xem thử nha. Đó, đầm đó là đầm dự tiệc em mới về màu bạc á các chị, và màu ánh kim. Rồi còn em đang mặc trên người mã số là 1526. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha mấy chị. 40kg cho tới tầm 65-66kg. Và eo tối đây eo tầm 85-86 độ, về mặc đẹp thoải mái nha. Mã số 1526, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết cả nhà ơi. Dung váy nó xếp ly nè, dễ thương không ạ? Xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau như thế này nè. Đó, dáng đầm thì xòe xòe như vậy, quá xuất sắc luôn ạ. Đầm này chất cát thái nha, nền vải sẽ là màu xanh đen và có phối cho cả nhà mình những cái họa tiết rất là xinh. Mã số 1526. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được, giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng cả nhà ơi. Mã số số điện thoại em tư vấn và chờ hàng cho các chị mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526. 1526 giá 199. 1526 giá 199.000 đồng. Đặt hàng bình luận cho em nha, mã số 1526 với số điện thoại giá 199.000 đồng luôn ạ. Em hiện tại đang có cho cả nhà mình 4 size nha. Size M. Ủa quên ạ, 3 size. Ui kiểm tra được rồi mấy chị yêu ơi. Em còn cho mình 3 size, em còn cho mình size M, size XL và size 2XL. Em còn cho cả nhà mình size M, XL và 2XL. Tầm khoảng là từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ, về mình mang đẹp thoải mái cho em mã này luôn. Là mẫu em đang mặc trên người mã 1526. 1526 giá 199.000 đồng ạ. 1526 giá 199. Các chị mình đặt hàng mẫu này bình luận cho em nha, 1526 giá 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Mã đầm này có size nhỏ lẫn size lớn này mấy chị, chốt liền cho em mẫu này nha.
Đầm em đang mặc có size nhỏ, lần size lớn một chút liền cho em mẫu đầm này nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi em sẽ lên cho các chị mình xem cái đầm màu đỏ thì em còn có vài cái thôi, em sẽ rẻ cho mình luôn nha, 99.000 luôn nha. Còn em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1526 nha mấy chị. 1526 giá chỉ có là 199.000 đồng nha. Mình đặt hàng bình luận ngay trên phía dưới nha mấy chị ơi. Mã số điện thoại cho em là được. Mã số điện thoại cho em tư vấn luôn. 1526 với điện thoại giá trị cá là 199.000 đồng, 40kg cho tới tầm 65-66kg. Và eo tối ra thì em tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Vậy các thái thì cả nhà yên tâm, em nó rất là mềm, không những mềm này nó còn nhẹ nè. Và mặc lên thì phải nói là rất là mát luôn nữa. Mã là 1526 nha. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492 nha. Rồi em sao rẻ cho các chị mình luôn, giá chỉ có là 99.000 đồng thôi ạ. Cả nhà bài livestream này em lưu lại nha, chị khách nào vào sau có thể coi lại bài livestream này hoặc là Rồi. Thôi tiếp tục các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1492. 1492 em giảm giá cho cả nhà mình luôn, 99.000. 99.000 nha mấy chị, chỗ xuất sắc luôn. Đầm này cổ tròn nè, chất liệu vải von kính nha. Rồi, đầm này tay ngắn cho chị em mình. Đó, dáng đầm phong xòe tròn tự nhiên che khéo vào bụng tốt. Mã 1492. Mã 1492 giá 99.000 đồng. 1492 giá 99.000 đồng. 99.000 nha mấy chị. Trời xuất sắc luôn á. 40kg cho tới 50, 52kg eo dưới 70 cho em nè. Vải von nha, em sờ lên rất là mềm. Mềm lắm luôn á. Mềm mướt mặt mát nè, hai lớp kèm hai túi nè. Mã số sản phẩm là 1492 giá 99.000 đồng. 1492 giá 99.000 đồng. Chị khách là mình đặt hàng lên đơn sớm nha em mã này nha. 1492 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay ạ. Váy này em may kỹ nha, hai lớp kèm hai túi nè, khóa kẽ phía sau xuất sắc không mấy chị ơi. Đầm này giá của mình mua là tới 399.000 đồng. Nhưng mà trong bài livestream này em giảm giá luôn cho mình, còn 99.000 đồng thôi. Mã số 1492 ạ, xuất sắc chưa mấy chị ơi? Màu đỏ đỏ mặc lên cho nó tươi nha. Trời ơi dễ thương quá trời nè. Mã của em nói là 1492 ạ. Em cho chị Hương Hoa nha. Chị khách nào vô bài livestream của em đừng quên chấm bài tương tác, cho em một nút like đẹp với lại chia sẻ bài livestream này cho shop nha cả nhà ơi. Xíu nữa rất là nhiều chị khách vào luôn, cho là mình cũng sẽ không có kịp để mình đặt hàng đâu nha. Đó, không kịp để chia sẻ cho ngay bây giờ các chị mình chia sẻ giúp shop nha. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem mẫu khác. Hoa nhí không mấy chị? Trời hoa nhí dễ thương lắm luôn nè. Rồi, nhanh tay trước sớm. Ôi em bị ẩn bình luận rồi mấy chị ơi. Em bị ẩn bình luận rồi. Chị nào thấy em, cả nhà mình cho em xin một chấm nha. Thấy em chấm bài giùm em cái mấy chị ơi. Em bị ẩn bình luận bóc rồi. Rồi, còn em đang mặc trên người mã số 1492 nha mấy chị. 1492, chị cái nào mình đặt hàng lên đơn sớm em giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng ha, 99.000 đồng mã số 1492. Chị cái nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn nha. Tiếp tục chuyển thêm cho chị em mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Rồi đây, mã số là 1586. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586 ạ. Trời quá đẹp luôn mấy chị. Quá đẹp luôn, hoa nhí màu hồng. Chất liệu vải á, von hàng nha. Hai lớp hai túi. Hoa nhí màu hồng, dễ thương quá nè mấy chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1586 em đang có cho cả nhà mình full size đầy đủ ha. Em đang có cho cả nhà mình size M, size XL và lại cả 2XL luôn. Một màu hồng rất là ngọt. Đợt vừa rồi thêm có về cho cả nhà mình hoa nhí màu xanh đúng không? Với lại hoa nhí màu đỏ, hoa nhí màu trắng rồi. Đợt này thêm về cho cả nhà mình hoa nhí màu hồng nè, dễ thương không ạ? Xuất sắc. Hiện tại thì em đang có 4 size. Và với cái đầm form sơ mi như thế này, bình thường cả nhà mình mua thì giá của em nó nằm trong là tầm khoảng 400-450. Nhưng mà bài livestream này cả nhà đặt hàng nha, 5 chị khách đặt hàng đầu tiên trong bài livestream này, mỗi chị em sẽ giảm cho các chị mình chỉ còn 259.000 đồng luôn.
Ha, em hiện tại đang có 4 size. Cái này cố gắng đặt hàng sớm với 5 chị khách đặt hàng đầu tiên. Em giảm giá cho chị mình luôn, giá chỉ có 259.000 đồng, mã số sản phẩm là 1586, giá 259.000. Đó. Cả nhà đặt hàng bình luận ngay cho em phía dưới nha. Mã số xuyên thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Nhanh tay lên nào có chị ơi, chậm tay quá nó hết hàng uổng lắm luôn ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1586. Đây các chị mình nhìn giùm em. Hoa nhỏ vừa nè, rồi hoa nhí nhí nè cả nhà, dễ thương không? Đó, vải von hàng, vậy nên mặc không sợ nhăn nha. Bên trong đúp lót thun cô tông kỹ lưỡng á chị em mình luôn ạ. Váy này em may kỹ nha, hai lớp có luôn cả hai cái túi luôn. Và giá của em nó ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu ạ? 259.000 đồng thôi ạ. Rồi, cả nhà mình đặt hàng bình luận ngay cho em mẫu đầm này nha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1586. Mình đặt hàng bình luận ngay cho em phía dưới, mã số 1586 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mã 1586 với số điện thoại giá chỉ có 259.000 đồng thôi ạ. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho bà xem thêm mã khác nữa nha. Chị Úc Nhi, 52kg mình mặc cho em size L là vừa đó chị. Trời ơi, đẹp như vậy nè, dễ thương nha chị. Ngay bây giờ còn hàng còn size, chị mình nhanh chóng đặt hàng sớm đi. Chứ có nhiều chị khách mà cứ canh em là hả, lẽ size mới mua hay là hết hàng cái hỏi em, ủa em ơi đầm đó còn không? Rồi tới lúc đó là em không biết đào đâu ra luôn á, tại vì em không có may về đi về lại nha. Nguyên một cái form đầm này đẹp, đẹp không chị? Hoa nhí mặc lên nhìn dáng rất là gọn, màu hồng hồng thì nó phải nói là siêu xinh luôn. Rồi giá 259 cho em mã này nha. 5 chiếc đầu tiên giá 259 dùng shop. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình xem thêm một cái á, mã đầm khác nữa. Em lên cho cả nhà mình đầm body đuôi cá đi nha. Body đuôi cá ngày hôm nay cả nhà mình săn sale giá rẻ nè. Body đuôi cá mà mẫu đầm này là 7 gen luôn, giá rất rẻ luôn nha. Thì em đang mặc 1586 nha mấy chị. Em có ghi mã phía dưới á, các chị mình nhìn mã giùm em nha, coi chừng bị lộn mã nha mấy chị. Các chị mình thích mẫu nào bình luận cho em cái đặc điểm của em nó, hay là không nhớ mã thì mình cứ việc hỏi lại em nha. Các chị em báo mã cho mình luôn, đừng có comment đại nó lộn mã nó mới chịu nha. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà cùng xem thêm mã khác. Em có cái làm body đứa cá này đẹp lắm nè. Mã của em nó là 1583, xuất sắc luôn. Chỉ có giá tiền là 129.000 đồng thôi à, nó rất rẻ luôn nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1583. Mẫu em đang mặc trên người, mã số 1583, hôm nay sale rẻ luôn, 129.000 đồng. Trời nó xuất sắc hết chịu à. Đồng này thiết kế sẽ là cổ tim nha. Rồi, em váy này thiết kế sẽ là cổ tim, tay lỡ cho chị em mình. Đó, dáng đồng, body đuôi cá. Trời ơi, nhìn cái dáng là thấy đẹp rồi đúng không ạ? Rồi, hôm nay em sale luôn cho mình 129.000 đồng, mã số sản phẩm là 1586. Mình đặt hàng mẫu đầm này có em bình luận ngay mã 1586 với số hợp 40kg cho tới tầm 54-55kg ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số hợp cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người, mã số 1583, 129.000. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em ạ. 1583 giá 129.000 đồng. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được, 1583 giá 129.000 đồng. Em đầm này thì hiện tại thì em chỉ còn cho cả nhà mà là size M thôi. 40kg cho tới tầm 54-55kg nha. Eo tối đa thì eo tầm 73 độ về nha mấy chị. Rồi 129.000 đồng em 73 độ về cho em. Cái chất liệu vải ren thì mình cứ yên tâm đi, đa số đầm ren bên nhà em thì nó sẽ có cái độ co giãn nhẹ vừa phải nè. Phần tay thì thường sẽ may một lớp phần, cả nhà để ý thấy phần tay với đuôi váy là sẽ may cho mình một lớp nha. Còn thân váy thì sẽ may kỹ cho cả nhà mình hai lớp. Có khóa kéo phía sau lưng như vậy. Rồi, mẫu em đang mặc mã số là 1583, cả nhà đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay trên phía dưới mã 1583 với số điện thoại cho em là được ha. Em sẽ rẻ cho mình luôn, giá chỉ có là 129.000 đồng. Rồi 129.000 đồng đẹp nha mấy chị ạ. Đầm này chất liệu vải ren nha, không những nó mềm nè, nó còn nhẹ nữa và mặc lên thì nó rất là mát luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1583 giá 129.
1583 giá 129. Chị Khánh Hà mình đặt hàng bình luận ngay trên phía dưới. Mã số 1583 với xin gọi giá 129.000 nha. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Đầm này sẽ quá rẻ đúng không mấy chị ơi? Em sẽ lên cho mình cái đầm này. Màu trơn, tông màu nâu sô-cô-la ha. Đó, tông màu nâu sáng. Mình thích tông màu nâu tối em cũng có nha mấy chị đây. Tông màu nâu tối hơn em cũng có. Nhưng mà cái tông màu nâu sáng này em đang sale rẻ nè. Đầm này em còn mấy cái à. Đó, còn em đang mặc cho người mã là 1583 nha. 1583 hôm nay em sale cho các chị mình luôn. Rồi với giá chỉ có 129.000 đồng, đặt hàng bình luận trên mã số 1583 với số điện thoại giá 129.000 đồng cả nhà nha. Em chúc ngay trong livestream nha cả nhà ơi, không áp dụng bên ngoài, chỉ khác là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ mã 1583 với số điện thoại cho em là ok luôn. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, mình còn xem thêm một cái mã đồng khác nữa. Rồi đây. Lên luôn cho mình mẫu này. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. Quá xuất sắc rồi mấy chị ơi. Đầm này đầm cũng cổ vét nha. Hồi nãy thì em đã lên cho mình một cái tông màu à, màu hồng đỗ đúng không? Hồi nãy em lên cho mình cái màu hồng đỗ nè. Nhưng mà chân váy thì sẽ không có xếp ly. Màu hồng đỗ thì nó sẽ trơn như thế này luôn. Cũng cổ vét. Nhưng mà chân váy thì nó sẽ xòe như vậy và có phối cho mình nguyên hàng nút. Đó, mỗi một đầm á, tuy rằng nó giống về cái phần cổ thôi, nhưng mà cái phần thân váy thì nó cũng sẽ có cái á, có cái sự khác biệt nha mấy chị. Rồi đây, mẫu em mặc mã 1515 nha. Mẫu em đang mặc trên người mã 1515. Đó, đầm công sở mà có trăm mấy giờ, rất rẻ luôn á. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515. 1515 nha mấy chị ơi. 179.000 đồng, 40kg cho tới 65kg, eo tối đa 85 độ về, mã 1515 giá 179. Đầm này chất cô tông lạnh nha mấy chị, nghe tên vậy thôi, chứ vải này có độ dày dặn vừa nha, vải mềm mặc thích cực kỳ luôn. À cả nhà mình về ủi thì mình lưu ý giùm em nha, là mình cứ để nó như vậy nè. Thế xong mình ủi xuống là được rồi nha, nhiều chị về cái mình cứ banh ra như thế này mình ủi. Cái mà xong mình ủi xong bên này, cái nó qua chỗ khác là nó bị nhăn lại rồi. Rồi cứ để phần gấp như thế này là mình ủi xuống là nó thẳng là đẹp rồi nha. Đó, nhiều chị mình không biết ủi á mấy chị yêu ạ. Cái hỏi em, ủa em ơi sao mà đầm gì chị càng ủi nó càng nhăn. Tại vì mình cứ banh nó ra như vậy. Xong mình ủi nó thì chắc chắn là ủi xong bên này thì tới bên kia thì nó sẽ nhăn rồi đó. Đó, vải của nó thì nó sẽ có cái nếp, nó sẽ đi từ trên xuống dưới như thế này là sẵn nó như vậy nha các chị. Rồi rất đẹp luôn. Chị nào mà mình để có một vài ba cái đầm mà chân với xếp ly hay là vài có vài ba cái chân xếp ly như thế này mình cũng biết rồi nha. Rồi em váy này thì em đang giảm giá là còn 179.000 nha mấy chị. Còn 179 nha. Mỗi xem còn có 57 chiếc là em hết rồi đó. Em cao mấy 65 nha các chị ơi. Rồi. Không nghe thấy tiếng thôi chị Nguyễn Bảy. Có nghe mà chị. Em có nghe mà chị thoát ra vào lại giùm em. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn nha. Rồi chị thoát ra vào lại giúp em ạ. Có nghe chị yêu ơi. Em vẫn nghe. Ủa mấy chị yêu ơi, mình có đang có nghe tiếng em không ạ? Em bật ở đây thì em vẫn nghe lớn lắm nha. Em bật tiếng ở đây thì em vẫn nghe lớn. Nghe rất rõ. Em muốn xỉu luôn. Em tưởng là em like nãy giờ cả tiếng đồng hồ luôn mà mấy chị mình không nghe gì hết là chắc em xỉu ngang luôn á. Em cảm ơn chị Nguyễn Minh. Chân váy xếp ly này nha mấy chị, đều từ phía trước ra tới phía sau rồi nha. Phần thân trên thì em may cho mình là đơn giản như thế này, phần chân váy thì may xếp ly. Và đầm xếp ly á thì hiện tại bên em là em có mẫu trơn như vậy. Đó, với lại em có cho chị của mình là cái mẫu á. Mẫu này nè chị. Mẫu này là thổ cẩm. Với lại em có cho chị mình thêm cái mẫu da beo. Đây, da beo. Hiện tại thì em đang có mẫu ba mẫu như thế này là xếp ly. Họa tiết thì hoàn toàn khác nhau và vải cũng khác luôn. Cái thổ cẩm này là chất cát thái, cái em mặc là cô tông lạnh và cái này là chất châu tôm. Đó thì ba cái nó khác nhau vậy đó. Nó sẽ nằm tầm vậy đi. Đó, cái này là nhẹ nhất. Tới cái này rồi cái tới em mặc.
tối em mặc phải không ta, hay là gì? Tại vì cái em mặc với cái này nó dày ngang ngửa, còn cái này nó sẽ mỏng nhẹ hơn. Đó, tùy theo sở thích của các chị mình thôi. Mình thích mặc sao thì em nên làm vậy nha. Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. Mẫu đầm này đi. Mẫu này là một cái mẫu maxi bên nhà em ha. Ủa, lộn rồi. Lộn tiệm rồi mấy chị ơi. Đâu rồi, cái size em mặc tôi mất tiêu rồi. Đây, nó đây. Đây mấy chị ạ. Đầm này là đầm maxi tầng nha. Em sẽ thay cho các chị mình xem đầm maxi tầng. Còn em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515 giá 179 nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1515 giá 179. Cả nhà mình đặt hàng bình luận ngay cho em mã số 1515 với số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có 179.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay nha. Rồi, giá chỉ có 179.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Tiếp tục em sẽ lên cho cả nhà mình đầm maxi tầng nha các chị ạ. À, đầm này dễ thương quá trời luôn á. Đầm maxi tầng này rất là dễ thương nha mấy chị. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1578. 1578 hiện tại thì shop đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size nha. 1578 em đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tim. Cổ vuông tim tay lỡ này cả nhà ơi. Nhánh eo cho mình nè, chân váy này thì cũng sẽ xếp nhưng mà không có xếp ly đều như cái đó mà chỉ là xếp nhúng thôi. Nhúng cái phần eo ha. Đó, dáng xòe xòe. Chân váy thì em sẽ may cho các chị mình là 3 tầng như thế này. 1 tầng, 2 tầng và 3 tầng dài như vậy nha. Em cao mấy 65 nha cả nhà. Đầm này mặc thì gần tới cổ chân của em thôi. Gần tới cổ chân chứ chưa tới mức là tới cổ chân. Chị nào cao mấy 55 thì tới cổ chân. Cao mấy 45 thì chấm gót. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1578. 1578 giá 239.000 đồng. Full size cho mình dễ chọn. Em đang có cho cả nhà mình size M, size L, XL và cả 2XL luôn. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối ra thì eo tầm 85-86 độ về mang đẹp cho em luôn ha. Nguyên cái em đồng xinh như thế này ngày hôm nay sale rẻ luôn. Chỉ có bao nhiêu ạ? 239.000 đồng. Các chị ơi, chị nào mới vô live stream của em cả nhà mình cho em xin một chấm nha. Chị đang mới vô live stream của em cho em xin một chấm đi các chị ơi. Đặt hàng thì bình luận cho em mã số điện thoại nè. Và có chia sẻ live stream thì sẽ được áp dụng giá sale. Những cái giá mà em báo trên live stream là những cái giá mà hiện tại shop đang sale rẻ nha các chị ơi ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1578 nha. Sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có 239.000 đồng thôi nè. Xuất sắc ghê chưa? Đầm này rất đẹp luôn nha. Cả nhà đặt hàng cố gắng chốt sớm. Họa tiết bi nhí nhí như thế này. Ui, nó bị tắt điện luôn rồi. Họa tiết bi nhí nhí cả nhà nha, rất là xinh luôn. Các chị mình thích thì mình đặt hàng sớm. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Minh, em cảm ơn chị Phạm Nga ạ. Rồi, hôm nay tương tác hơi kém mấy chị yêu ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1578 giá 239.000 đồng. 1578 giá 2. Rồi, ôi cái điện này. 1578 giá 239.000 đồng ạ. Nền vải sẽ là màu đen nè. Và có phối cho mình những cái chấm bi khuyên tròn như thế này. Chân váy thì dúng dúng như vậy nè. Dễ thương nha mấy chị. Cổ này thì cổ vuông vừa phải thôi. Cái size M em mặc tầm bao nhiêu đây? Thì size L, XL và 2XL thì cái cổ của em nó cũng tầm bao nhiêu đây thôi. Chứ mình không có sợ là bị rộng quá đâu nha. Đó, rất là vừa mặc luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1578. 1578 giá 239.000 đồng. Các chị mình đặt hàng mẫu đầm này của em thì mình bình luận ngay nha. Mã số 1578 với số điện thoại cho em là được. Em có cái đầm này hôm nay em sale rẻ cho các chị mình luôn nè. Đầm hình như em cũng chỉ còn vài cái thôi á. Ủa, chờ em xíu nha. Còn em đang mặc trên người mã số 1578. 1578 chị nào đặt hàng lên đăng sớm nha em. Mã số 1578 với số điện thoại là được nha các chị ơi. Chốt xe trong bài live stream ngày hôm nay chỉ còn có giá là 239.000 đồng. Đầm này đầm maxi tầng nha các chị ạ. Đây, maxi xe tầng như thế này nè. Xuất sắc ghê chưa? Vải rất là mềm, không những vải mềm đâu nha, nó còn nhẹ và mặc lên thì nó còn mát cho chị em mình nữa chứ. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mã mới. Đây là mẫu mới về bên em nè. Đây là cái mẫu mới về bên nhà em, phải nói đẹp xuất sắc luôn. Chị nào mới vô cho em xin một chấm, cả nhà tương tác bài like với em nha các chị ạ. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm khác đâu đây.
Nhanh tay thì càng đi cả nhà ơi, còn chậm tay là nó hết hàng đó. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1594. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1594 đây. Xuất sắc không mấy chị? Đầm này cái sợi cổ vuông nha. Cổ vuông tay lỡ nè. Tay này thì em may cho mình là tay phồng. Cổ vuông tay phồng như thế này, ôm eo, dáng đầm phông xòe tròn. Trời, cái đầm này xuất sắc quá. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1594 ha. Đầm này em may cho cả nhà mà thiết kế sẽ là cổ vuông như thế này nè. Đó, may cho cả nhà phía bên ngoài thì nó sẽ giống như là có một chiếc khoác vậy đó. Tay lỡ nha, chất liệu vải gốm xốp cho mình. Sang chưa mấy chị ơi, mẫu em đang mặc trên người mã 1594 nha. Chị nào mà đặt hàng lên đơn sớm nha, mã này 1594 với sáng hội. Em ấy này thì em mới vừa về hàng cho mình cũng được này luôn á. Sang kiểm tra hàng nó không ra mấy chị ạ. Em kiểm tra không được vậy ta. Chờ em xíu nha mấy chị nha. Có kỳ vậy trời. Một năm. Chờ em chút em mấy chị ơi. Rồi, ok. Để em lên cái mẫu này em xem cho chị luôn. Đầm này á, em còn cho các chị của mình á, chỉ còn cho mình là 7 chiếc cuối. 7 chiếc cuối cùng chất lại vải ren. Rồi, chị nào mới vô like của em đâu, săn với em mẫu này nha các chị ạ. 7 chiếc cuối cùng chất lại vải ren. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn, sale cái này sale cái kia ta. Cả nhà thích em sale cái nào ạ? Cái cổ này thì nó sẽ cúp cắt như thế này. Cái cổ này nó giống như một cái nơ to như vậy nè mấy chị ơi. Dán xòe nha. Rồi chị nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này lên đơn cho em mã 1549 giá 99.000 luôn. Rồi 1549 cho em các chị ạ. 1549 giá 99.000 đồng. Em còn 7 chiếc cuối cùng và duy nhất 40kg cho tới là tầm 53kg. Eo tối đa tầm 70-72 độ về. 40 cho tới tầm 53kg. Eo tối đa tầm 70-72 độ về. Em sẽ tặng cho chị em mình luôn. Giá chỉ có 99.000 đồng cho em đầm ren này nha. Đầm ren kiểu này, mã số 1549 à. Đặt hàng bình luận ngay cho em mã 1549 với số điện thoại. Em chỉ có 7 chiếc thôi nha các chị ơi. Mình đặt hàng chút sớm cho em mã này nha. Mã số 1549 với số điện thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Cả nhà đặt hàng nhanh có đơn nha. Còn mình đặt hàng chậm hết hàng nha mấy chị ơi. Rồi 1549 lên đơn sớm nha em, 99.000 đồng. 1549 lên đơn sớm cho em các chị ạ. 99.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay. Trời, nó quá xuất sắc luôn nè mấy chị ơi. 99.000 đồng mã này cho em ha. Cái chất ren của em nó thì các chị đã biết rồi. Đây, ren hoa như thế này. Đó, ren hoa như thế này rất đẹp luôn. Hoa to có nè, hoa nhỏ nhỏ chạy thành đường có luôn nè. Trời, đẹp cho chị. 1549, 99.000 đồng cho em mã này. Đặt hàng bình luận ngay cho em nha. Mã 1549 với số điện thoại. Mã 1549 với số điện thoại giùm em. Giá chỉ có 99.000 đồng. Giá chỉ có 99.000 đồng. Em là chị Trần Hiền ạ. Chị nào mới vô chấm bài tương tác cho em chia sẻ livestream cho em đi các chị ơi. Chị nào mới vô chấm bài tương tác chia sẻ livestream cho em với các chị ạ. Là 1549, 99.000 đồng, 40kg cho tới tầm 53kg. Và eo tối đa thì eo tầm 72 độ về. Mã 1549 giá 99.000 đồng nha. 1549 giá 99.000 đồng. Em còn 7 chiếc xả sạch trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng có chia sẻ thì mình chốt sớm cho em nha. Đó, và ưu tiên cho các chị khách nào mà mình có dồn đơn ha. Ngày hôm nay thì các chị mình đặt hàng dồn đơn cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn ạ. Cố gắng nhanh tay chốt sớm cho em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Rồi, mẫu em đang mặc cái người mã số 154999 nha mấy chị. 154999.000 đồng. Cả nhà đặt hàng chốt sớm nha, mã số 1549 với số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Đặt nhanh em đảm bảo là có đơn đó. Còn mình đặt hàng chậm là hết hàng nha mấy chị. Rồi em sẽ treo ở đây nha. Xíu nữa chị nào muốn coi lại thì em sẽ lên lại cho mình coi nha. Cái mã đó 99.000 đó. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người này cả nhà. Mã số sản phẩm là 1594. Đầm em đang mặc trên người mã số 1594. Đây là một cái mẫu đầm em mới vừa về hàng cho mình luôn nha. Hàng thiết kế rất là đẹp luôn. Trời, cái mẫu đầm này nè, mê chưa các chị ạ? Nó quá xuất sắc rồi.
May ra các chị mình thiết kế rất đẹp luôn, 4 size cho mình dễ chọn ha. Em mới vừa về hàng 4 size, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đầm thiết kế giò cổ vuông nè, cúp cắt vòng 1 rất là đẹp luôn. Tay lỡ vai phồng, chân váy cũng phồng xòe tròn tự nhiên như thế này. Váy này em may cho cả nhà mình một lớp kèm luôn cả hai cái túi nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số là 1594 ạ. Cả nhà đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay phía dưới cho em mã 1594 với số điện thoại nha. Rồi sale rẻ cho chị em mình luôn, giá chỉ có 299.000 đồng, mã 1594 ạ. Đồ xuất sắc chưa cả nhà ơi. Đầm này chất liệu vải của em nó là dòng vải gấm xốp caro ha, và những cái họa tiết caro ở đây nó cũng lạ nữa. Phần tay lỡ nè, vai phồng cho mình ha, dáng đồng phong xòe tròn, trời xuất sắc quá trời. Mẫu em đang mặc trên người mã 1594, mã 1594 ha, giá 299. Chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em mã này nha, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn nha. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Em lên cho mình cái mẫu đầm này ha, may cúp cắt rất đẹp luôn, để em lên thử với mình coi nha. Còn em đang mặc trên người mã số là 1594 nha mấy chị, 1594. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã 1594 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Em chúc ngay trên like nha, không áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm 1594 với số điện thoại em tư vấn và chị hàng cho mình luôn ạ. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác. Cả nhà ơi, chấm bài tương tác, chia sẻ live stream mạnh mẽ lên cho em với ạ. Tiếp tục thay mẫu này các chị ơi, nhắn tin không chị ơi. Rồi. Chị Lan mai mới tới là hôm nay. Chị Lan ngày mai tới hay hôm nay? Năm 7 hay 8? Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1545 ạ. 1545 em có size lớn nha, sale cũng lớn, size cũng lớn mà sale cũng lớn cho chị em mình luôn. Trời ơi, xuất sắc. Mẫu đầm này bự hơn cái chị mình đặt hàng phải gần 500.000. Mẫu đầm này bữa các chị mình đặt hàng với gần 500.000 luôn. Nhưng mà hôm nay các chị mình đặt hàng giá siêu rẻ luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc là 1545. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1545 đây ạ. Cả nhà thấy may phong rất đẹp luôn. Trời ơi, đầm này em tặng luôn cho chị em mình nha. Mã 1545, ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng em tặng luôn cho chị đó. Với giá tiền chị có bao nhiêu ạ? Em giảm hơn 50%. Em giảm hơn 50% trong bài livestream ngày hôm nay. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Rồi sale cho cả nhà mình từ 450 xuống chỉ còn có 199.000 đồng thôi ạ. Cả nhà nhanh tay chia sẻ livestream đặt đơn nha. Nhanh tay chia sẻ livestream đặt đơn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1545. Đầm này em may cho cả nhà thiết kế sờ cổ vuông ha, có cúp các vòng một này giống như chiếc nơ to vậy đó. Chất liệu dòng vải này vải thun poly nha cả nhà, có co giãn, vải dày dặn nè, mặc lên mềm rất là mát luôn ha, xòe tròn tự nhiên như thế này, khóa kéo ẩn ra bằng sau lưng. Mã số sản phẩm là 1545 nha, 1545. Hôm nay em giảm cho cả nhà mình hơn 50%, giá cũ mình mua là 450.000 đồng. Còn trong bài livestream nguyên cái đầm đẹp như vậy giá bao nhiêu? 199. Chị Lâm Mai cho em xin thêm số điện thoại nha, chúc cho chị Lâm Mai 199.000 đồng. Chị Hoàng Lương có đơn luôn ạ. 1545 giá 199.000 đồng, form rất đẹp nha mấy chị. Đầm bên nhà em thì chuyên về thời trang trung niên tầm u 40-50 trở lên về mặt hợp và sang đó. Nhưng mà cái mẫu đầm này chị khách là mười mấy hai mấy tụi mình bon chen được cho em mẫu này nè. Bên em thì họa tiết hoa lá nè, màu sắc thì rất là nhiều luôn, quan trọng mình thích màu nào, kiểu nào và mình bao nhiêu ký thì mình cứ việc bình luận phía dưới nha, để em lên đầm cho mình luôn. Đầm lẻ, đầm càng lẻ size giá càng rẻ, chỉ có mấy chục thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người này em còn hai size, giảm hơn 50%, từ 450.000 đồng giảm giá cho cả nhà mình chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. Đặt hàng bình luận ngay cho em mã số 1545 kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng luôn nha. Chất liệu vải của em nói là dòng vải thun poly cao cấp co giãn nè cả nhà, đẹp ghê chưa. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em nè, mã số 1545 với số điện thoại giá 199. Chị em biết gì không, một tiếng vừa qua view 190 em muốn xỉu á.
Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1545 nha. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng vừa size cho cả cho mình luôn ạ. À. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn ạ. À. Rồi mẫu đang mặc trên người mã 1545. 30 giây nữa em qua mẫu cả nhà ơi. Đồng anh em lên có 3 phút để em qua nhanh nè. Cho các chị mình đặt hàng chốt sớm nha em nha. Mẫu đang mặc mã 1545 giá 199. 1545 giá 199 nha. Chị nào mình đặt hàng lên đơn. Rồi em có cho mình cái mẫu rằm này. Sơ mi chấm bi xe rẻ 99. Sơ mi chấm bi xe rẻ 99 cả nhà ơi, săn xe mẫu này với em các chị ơi. Quá xuất sắc rồi. Sơ mi chấm bi giá 99.000 đồng. Đầm này 40kg cho tới tầm 55kg, eo tới đây tầm 74 độ về cho em nha. Chất sơ cho chị em mình, sơ mi chấm bi nè. Trời nó đẹp ghê chưa, chân váy xếp ly cho mình luôn. Dưới eo dưới 5, eo dưới 74 cho em. Eo dưới 74 mình sẽ mang vừa giá 99.000 đồng. Mã của em nó là 1512 nha. Mình đặt hàng bình luận cho em 1512 với số điện thoại. Giá chỉ có 99.000 thôi. Giá chỉ có 99.000 đồng thôi ạ. À. Rồi mình đặt hàng mẫu đầm này bình luận ngay cho em mã số 1512 với số điện thoại. 1512 với số điện thoại cho em. Sale rẻ cả nhà ơi, sale rẻ 99.000 đồng. 1512 sale rẻ trong bài livestream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Rồi mình đặt hàng bình luận ngay trên phía dưới mã số 1512 với số điện thoại chấm bi này các chị bạn. Trời xuất sắc quá. Dạ em chào chị Nguyễn Thanh nha. 1512 cả nhà ơi, 99.000. 1512 giá 99.000 đồng. Em sẽ tri ân cho chị em mình luôn. Giá gốc bình thường cả nhà mình mua em máy này 399.000 đồng. Ngày hôm nay cả nhà đặt hàng em giảm giá luôn 99.000 đồng luôn ha. Mới 100% và cần tem mát đầy đủ. Em giao hàng về tới tận nhà và khi chị mình nhận được tại nhà mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán luôn. Rồi mẫu này mã số 1512. 1512 giá 99.000. 1512 giá 99.000 đồng dùm em nha. Đặt hàng thì mình comment ngay cho em mã số 1512 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha các chị ơi. Chị nào mới vô comment tương tác dùm em một cái các chị ạ. Cái mình mới vô cho em xin một dấu chấm, một lời chào cả nhà ơi. Rồi thả tim tương tác cho em nha. Đừng quên chia sẻ trước khi đặt hàng ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1545 chị. Em đang mặc trên người mã 1545. Em chỉ được có một màu duy nhất thôi và chỉ về một đợt. Mẫu làm này em bị lẻ sai, em giảm hơn 50% á chị. Cái em đang mặc em giảm hơn 50% á chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1545 chị yêu nha. Đầm này cổ vuông nè, makeup cắt vòng một rất là đẹp luôn. Các bạn yêu đi ngang qua như thế này nè. Đó, dáng nào không xè xè như vậy ha. Rồi chị thích cái em mặc thì chị mình bình luận cho em đi chị. Mã 1545 với số điện thoại nha chị. Cái em mặc mã 1545 chị yêu nha. Đặt hàng bình luận cho em 1545 với số điện thoại sale rẻ cho chị mình luôn. Giá chỉ có 199.000 đồng. Thay vì giá cũ chị mình đặt hàng cái mẫu rằm này với mức giá bao nhiêu ạ? 450. Thì trong bài livestream ngày hôm nay mẫu rằm này em giảm giá cho chị mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi ạ. À. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà cùng xem thêm mẫu khác nha. Em nên cho các chị mình váy hoa mà trẻ trẻ một chút xíu nha các chị. Nhiều mẫu trên like ngày hôm nay được sale lắm nha, các chị mình phải tranh thủ nha. Đặt nhanh thì có đơn, còn mình đặt hàng chậm mới là nó hết hàng đấy nha các chị ạ. Cố gắng lên đơn thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chưa hàng. Trên sàn có rất là nhiều mẫu nha, cả giờ muốn em lên mẫu nào bình luận phía dưới nha. Vô livestream bình luận thử cho em cái liền để coi mình có bị ẩn bình luận không. Xíu rồi mình đặt đơn hay là mình muốn tư vấn trực tiếp thì không có bị ẩn bình luận nha mấy chị yêu ơi. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả mình cũng xem thêm mẫu khác. Đây, hàng siêu phẩm thiết kế của nhà em. Mẫu này ngày hôm nay thì em sale lớn luôn cho chị em mình. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1597. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1597 ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tim nhé. Cổ vuông tim tay lỡ vai phồng ôm eo. Dáng đầm phong xòe xòe này che khéo phần mụn tốt. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1597 cả nhà ơi, quá xuất sắc rồi. 4 size. Trong đó size L còn có cái là chị nào mà mình đặt size L là thôi hết veo luôn á. Đầm này thiết bị vải gấm xốp ha cho mình ha. Váy may một lớp cho mình nè. Rồi có khóa kéo phía sau lưng luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1597.
97. Chị để mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Đầm này giá cũ bình thường em bán cho cả nhà mình 499.000 đồng đúng không? Trong livestream ngày hôm nay sale lớn các chị ạ. Trời, cái đầm này đẹp quá, rất là sang luôn. Đầm này cả nhà mình hả, vô những cái cửa hàng mà chuyên may làm thiết kế đi, thì với cái chất liệu vải này cả nhà mình mua ít nhất phải hơn 500. Ít nhất phải hơn 500 cho cái em ấy này. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, chị nào mình đặt đơn em giảm mạnh luôn 259.000 đồng. 259.000 đồng dành cho 5 chị khách đặt hàng đầu tiên trong bài livestream này. Hiện tại shop đang có cho cả nhà 4 size, trong đó CL em chỉ cầu cho mình một chiếc cuối cùng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1597, từ 499.000 đồng em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? 259.000 đồng trong bài livestream này thôi nha. Đầm ở nhà em thì chuyên về thời trang trung niên, nhưng mà mẫu đầm này chị khách nào hai mấy ba mấy tuổi mình mang đẹp nè. Trời ơi, nó xuất sắc gì đâu luôn các chị ạ. À, vải này rất hiếm nha, không phải lúc nào cũng có, và đây là lần đầu tiên em về hàng luôn. Riêng mẫu này em bán rất chạy và hiện tại em chỉ cầu cho mình là 9 chiếc size M, 1 chiếc size L, 8 chiếc XL và 8 chiếc size 2XL cuối cùng người chị yêu mình luôn. Cố gắng mình chốt sớm cho em mã này nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1597. 1597 cho chị Mai Ly, ok chốt luôn ạ. Có giao hàng không shop? Em có giao hàng nha chị, giao hàng về tới tận nhà nè. Nhận được đồ quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Chị Đặng Thùy Linh một chiếc xe M có luôn chị ơi. Nhanh tay chốt sớm nha, mỗi xe em chỉ còn có leo que vài chiếc thôi. Rồi nhanh tay, có size 80kg không? 80kg mình eo tầm bao nhiêu á chị ơi? Nếu như eo tầm dưới 90-95 thì em đang có cho mình cái mẫu đầm này nè. Em dưới 90-95 em đang có cho mình cái mẫu đầm này nè chị. Chị mình đo em giùm em ha, đo ngang khuỷu tay qua hoặc là mình đo trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em nha chị. Đó, tại vì đầm bên em á thì em về đầm mà big size, size lớn cũng nhiều lắm, nhưng mà em bán hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn đa số là size nhỏ nhỏ thôi, hay là size dưới 6-8kg thôi. Rồi, à, ok em thấy chị Lê Thị Thảo rồi nha. Cả nhà mình ơi, dạo này hay bị ẩn bình luận lắm, cái chị mình mới vô mình bình luận cho em cái để xem thấy mình không nha. Rồi, phí ship bao nhiêu? Phí ship rất rẻ nha chị. Ngày hôm nay chị mình đặt đơn á, toàn là những mẫu rẻ thôi, 99, 101, 102, 104, 150 thôi chị ạ. Đó, tùy mẫu nha, có mẫu 200 mấy, 300 mấy cũng có. Nhưng mà mình cứ dùng đơn cho em 600 thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc. Có thể là mình linh hoạt một chút xíu, đơn 508, 509 thì em cũng đã miễn ship cho mình rồi. Thành phố 20.000, ngoại thành phố là tầm 30.000 đồng đồng giá nha chị yêu nha. Rồi, còn mẫu em đang mặc cái người mã 1597 kìa nhớ ơi, 1597 xuất sắc chưa nè. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tim cho mình ha, tay ngắn nè, vai bồng nè, đó, ôm eo nè, dáng xè nè chị. Em ấy này tại cửa hàng em đang bán là 499, nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay em giảm giá cho chị mình luôn, chỉ còn 259.000 đồng thôi ạ. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mảng khác nữa nha. Thích đầm nào đặt đơn sớm sớm nha em nha cả nhà ơi, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn nha, mã số xin gọi cho em là được. Rồi em có cái đầm sơ mi này sale rẻ nè mấy chị, còn 3 size mà sale có 139. Chị nào mới vô săn với em mẫu đầm này đi, săn với em mẫu đầm này 139.000 cả nhà, 99, 139, 129 bên đây là bao la bát ngát luôn á. Vô tương tác tối với em, đừng quên chia sẻ like nha các chị ơi, cho em xin một lượt chia sẻ đi các chị yêu ạ. Rồi đây, tiếp tục mẫu này mã số sản phẩm là 1475. 1475 em có size chục 40kg cho tới tầm 65-66kg, giá 139. Chục cái đầm này xuất sắc, đầm ở nhà em rất đẹp nha mấy chị. Chị nào chưa có thì mình nên đặt sớm nha, chậm tay quá nó hết hàng nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475. 1475 nha. Rồi chị Trần Hiền, ok chứ chị Trần Hiền ạ. 1597 rất đẹp nha chị Trần Hiền, chúc sớm nha, hết là uổng ạ. Em 78 mặc size XL nha chị. Rồi em đang mặc trên người mã số 1475, em giảm giá luôn 139 cả nhà ơi, nguyên một cái đầm sơ mi luôn. 3 size em còn cho mình một cái size M, 15 cái size L và 14 cái size 2XL cuối cùng. XL em hết hàng rồi nha mấy chị, đầm này XL em hết hàng rồi. Chị khách nào mặc size XL thì mình đổi lấy size 2XL về nhà bóp nhẹ phần eo giùm em cái nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475. 1475 chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm, giá chỉ có 139.000 đồng thôi. Đầm này chất liệu vải cát thái nha mấy chị ơi. Đây những cái họa tiết này em không có ép nhựa nha,
Họa tiết này không phải họa tiết ép nhựa nha các chị, mình giặt tay giặt máy thoải mái, không sợ bong hay tróc gì hết trơn luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1475, giá 139.000 đồng. 1475 139.000 đồng. Chị Giang Phan 139.000 đồng. Rồi dùng đơn cho chị Giang Phan luôn. Dùng đơn ngày hôm nay 600 em miễn ship nha mấy chị ơi. 1475 2X cho chị Mai Minh Thư luôn, 139.000 đồng luôn. Rồi còn chị khách nào mình đặt đơn nữa nhanh tay dùng em. Em còn cho mình là size M một chiếc thì chị 40kg mình đã đặt rồi. Rồi size L em còn 15 chiếc. Size XL hết hàng. Và 2XL em còn cho cả nhà mình là 14 chiếc. Rồi như đó em hết luôn. Chị Nguyễn Yến Nhi một chiếc luôn, 139.000 đồng nha. Trời ơi cái kho em này cả nhà ơi, phong sơ mi công sở. Họa tiết đen trắng thôi mà mặc lên nhìn rất là sáng cái gương mặt của mình luôn. Và từng cái họa tiết ở đây như cả nhà thấy nó rất là nét luôn nha. Mỗi xem còn lê que một vài cái thôi. Chị Hương Phạm ok chút luôn. Giá bao nhiêu vậy shop? 139.000 đồng em mới báo xong rồi chị ơi. Giá cũ bình thường mình mua khi mà mới về hàng đủ size là 420.000. Nhưng mà trong bài livestream 139.000 đồng. Cái giá này là giá lỗ vốn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay em chấp nhận sale luôn. Sale giá vừa bán vừa tặng. Giá tặng cho những chị khách quen đã đồng hành với bên shop mấy năm nay. Và cũng coi như là giá làm quen với những chị khách mới. Chủ yếu là em chuẩn bị về hàng rồi các chị ạ. Sẽ tặng luôn cho mình ạ. Chị Huyền Trang một chiếc 1475 luôn, 139.000 đồng. Em cao 1m65 là mẹ mặc dài qua gối chút nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1475. Chưa à? Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ mặc đâu? Mặc dây chuyền nè. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng. Rồi bây giờ em thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm mẫu khác nha. Mẫu này 149 này mấy chị ạ. Toàn là mẫu đẹp thôi. Rồi 1475. Chị Dương Mỹ Nhân có đơn 1475. 139.000 đồng. Đầm em có size lớn nha mấy chị mình chốt sớm đi. Tại vì cái size lớn là em hay hết nhanh dữ lắm. Size nhỏ cả nhà mình kiếm size ML là em cũng có, cũng nhiều á. Nhưng mà size lớn là em hơi bị hiếm luôn nha. Rồi đây thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm mã này. Mẫu này mã số sản phẩm là 1556. 1556 cả nhà nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim, tay ngắn, dáng ngầu phơm xòe. Em có nhúng nhúng như thế này. Rồi sale rẻ luôn ạ. 149.000 đồng. Màu này màu hiếm nha các chị. Màu này thì nó hơi lạ lạ một chút xíu. Vải von hàng nha. Chân váy em mang cho mình nhúng 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 như thế này. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1556. 1556 nha. Màu đỏ đỏ, tím tím, nâu nâu cho cả nhà mình. Màu này quá là xuất sắc luôn mấy chị ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1556. 1556 giá 149.000 đồng. 1556. 1556 giá 149.000. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size ra cả nhà mình luôn nha. 1556 40kg cho tới tầm 55-56kg, eo tối đa thì eo tầm 75-76 độ về mặt đẹp cho em nha. Đầm này mặc rất là mát, dáng đầm này cũng hơi dài dài nha mấy chị. Em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang được bắp chân như thế này nè. Xuất sắc kia cho, váy này thì rất là mềm luôn. Cái màu cũng lạ nữa. Các chị đã có màu này trong tủ đồ chưa? Nếu như chưa có màu này trong tủ đồ thì mình chốt liền. Mã của em nó là 1556 nha. Mã em nó 1556 giá 149.000 đồng. Chỗ cái đầm này nó rẻ, rất là rẻ luôn. Giá cũ bình thường mình mua là 349. Ngày hôm nay mình mua là 149. Do vậy là mỗi chị được hời tặng 200k luôn. Rất là rẻ nha. Em còn có 2 size thôi à. Rồi xem mà em còn 11 chiếc. Size lầm còn 24kg chiếc. 40kg cho tới 55-56kg. Em tới đây tầm 75-76 ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa nha. Em lên cho các chị mình cái đầm khác có size lớn đi. Đây mẫu này. Mẫu này có size lớn ha, cả nhà thích maxi. Em đang có mẫu maxi siêu dài luôn. Đây, mẫu maxi siêu dài cho các chị mình đây. Toàn là đầm đẹp thôi cả nhà ơi. Chốt sớm nha, bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Cả nhà đặt đơn nhanh em tư vấn nha mấy chị. Còn chị khách nào mà mình đặt đơn chậm mới là nó hết hàng nữa nha. Cố gắng lên đơn sớm sớm thì em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mã số số điện thoại cho em là được nha mấy chị. Rồi em đang mặc trên người mã 1556. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1556 nha. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1556 với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng nha mấy chị ơi. Rồi sale rẻ luôn, 149, 149. Chị Võ Phương Thảo xem mờ dồn đơn ok chị mình luôn. 1556 với số điện thoại cho em là được nha.
Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm cái mẫu maxi. Mẫu maxi này thì rất là xinh luôn các chị ạ. Xuất sắc. Rồi. Mẫu maxi mã số sản phẩm là 1578. Đồng em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1578 nha. Chị đang có tiền chẵn không? Em đổi tiền lẻ. Không 300 chẵn không? Thì tầm 200 mấy rồi, trăm mấy. Em đổi nha. Để làm gì em? Anh em 10 ngàn đó hả? 50, 20. Không. Rồi em đang mặc trên người mã số 1578. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1578. Em đang có cho cả nhà mà đầy đủ 4 size. Ủa nãy tính chưa? Thiếu chị nhiều. 1578 chị ơi, chị khách nào? Là sao? Mà thấy mình thề được người ta 2 chục thôi nhá không? Ừ. Thì là phía mình thề 5 ngàn. Tại sao? Thì tiền cơm bữa 3 chục. Thường đi cà phê 15, mày đưa theo 2 chục thì thấy mình 5 ngàn không phải hả? Ờ. Rồi mẫu em. Tụi tao thấy là 20 ngàn hay gì? Là chị thấy 5 ngàn không qua? Ừ. Ờ. Rồi mẫu em đang mặc. Ủa hôm nay tính chưa? Thì có tiền cơm không? Không. Ờ. Mang cơm mà. Thì tính vậy? Thì áo không phải? Quần áo. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1578 nha. 1556 chiếc 77 von á chị. 1556 chiếc von nha. Ủa 80 đúng không? Mình xem tính rồi. Rồi 15 tự nhiên mất rồi. 1556 chị và 1556 149.000 đồng. 1556 149.000 đồng này chị ơi. Đặt hàng bình luận cho em nha. Mã 1556 với xét hợp 149.000 đồng nha chị. Đó vải von á chị ơi, vải von hàng á, vải này mềm lắm chị, mặc mát cực luôn. 40 kg cho tới 55-56 kg em tới đây em 75-76 đổ về. Còn em đang mặc trên người này chị 1578 nha. Đầm này là maxi chị yêu nha, đầm maxi mà có 3 tầng luôn, em may 3 tầng luôn. 40 kg cho tới 55-56 kg luôn chị. Đầm này chất von tâm nha chị, đầm này chất von tâm. Các chị mình mua vải von bên nhà em là mình không thích mua vải von bên nhà khác đâu đâu á. Nó mềm nè, mang may cho mình dài nữa. Và giá thì rất là rẻ luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã 1578, giá 239.000 đồng. Giá 239.000 đồng, các chị mình đặt hàng bình luận lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1578 với số điện thoại cho em là được ha. Bây giờ em qua mẫu nha mấy chị ơi. Thích mẫu đồng nào đặt hàng sớm nha em tư vấn nha. Giờ em qua mẫu nha mấy chị. Rồi mẫu em đang mặc mẫu em đang mặc mã 1578. Hả? Rồi 1578 với số điện thoại giá 239.000 đồng nha. Bây giờ qua nha mấy chị ơi. Rồi tiếp theo em lên một cái đầm dạ hội mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Cảm nhận đi. Thôi em này sale rẻ mấy chị ơi, tranh thủ đặt liền còn ít nha. Hôm nay chị nào mà nhanh tay có đơn cho em luôn, mã kèm số nha cả nhà ơi. Đây. Đầm em mang mã số là 1313 nha cả nhà ơi. Đây, còn hai size cuối thôi mấy chị ơi. Đẹp quá, hết trời đẹp luôn. Có màu đen này mặc gọn ha. Em có màu xanh nữa đó. Thế màu xanh không? Em còn màu xanh nha. Xíu lên màu xanh cho mình coi luôn nè. Rồi ai lấy màu đen của em chốt 1313 nha. Hôm nay sale. Ui, 239.000 duy nhất trong buổi livestream này của em luôn. Còn đúng hai size cuối cùng. Ui, em còn có 6 cái size L thôi ha. Còn có 6 cái size L thôi là hết nha. Chị nào ưng là phải đặt liền. Size M thì em còn khoảng tầm là gần 20 đơn á. Còn 18 cái mấy chị. Chốt đơn liền tay để em tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã kèm số cho em nha cả nhà. À đúng rồi chị Phương ơi, mình mua trên live giá nó rẻ hơn là mua tại shop á. Ví dụ như bây giờ chị qua trực tiếp cửa hàng em đúng không? Thì cái váy này là phải hơn 500 nè. Đợi em xíu nha. Qua trực tiếp cửa hàng em là cái váy này hơn 500 ha. Còn hôm nay ở nhà coi like thì sao? 239 rẻ hơn không? Rồi form maxi dạ form dạ hội dáng dài qua cổ chân luôn. Em có mang kèm hai túi nè. Bên trong đúp lót, cái tay là tay loe và cái họa tiết mấy chị coi đi, cái màu rất là đẹp. Chốt 1313 kèm số cho em ha cả nhà. 1313 kèm số. 239.000. Kết thúc like là sẽ về giá cũ nha. Nên nếu chị nào mà có thấy đầm em mang mà mình ưng nè, chưa có bộ này trong tủ thì đặt luôn ha. Màu xanh đây, màu xanh cũng đẹp lắm các chị ơi. Đâu rồi cái xanh, đâu rồi, đây. Cái xanh cũng rất là đẹp luôn. Xanh nè,
Xanh mã là 1312 nha cả nhà. Đây, xinh ha. Xanh là 1312 và đen em mặc là 1313. Nhưng mà kích xanh thì còn size to đó. Chị nào size to tham khảo kích xanh cho em. Size nhỏ thì lấy luôn cả hai cũng được luôn. Cả hai đều còn size nhỏ. Giá là 239.000 đó chị Tâm ơi. Đặt mã giúp em nha. Mã kèm số này, mã kèm số điện thoại ha. Hàng sẽ được giao đến tận nơi và hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán nha. 100% chuẩn mẫu nha cả nhà. Đây, để em ghim cái giá bên dưới nè. Rồi, chị Ngọc Giang có đơn, mình đặt mã kèm số cho em, xíu nữa có nhân viên alo tư vấn liền. Mã kèm số cho em ha, ưng mẫu nào cứ bình luận đúng mã với số điện thoại là được rồi. Shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Rồi, có muốn coi hoa nào nè, màu nào, kiểu nào phía sau ha, thì cứ bình luận bên dưới, em sẽ thay lần lượt từng mẫu. Cứ thoải mái bình luận với chị ơi, không phải là cứ bình luận là phải bắt mua đâu. Nha, cứ xem rồi ưng thì tôi chốt, còn không ưng thì mình lại xem cái khác. Mẫu em mặc là 1313 nha, 239k. Rồi tiếp theo em sẽ thay sang một cái váy khác. Đây, em có cái đầm này sale này mấy chị ơi, này dễ thương, hoa đào. Cái em van hoa đào này xinh lắm mà nay lẽ size tiếc ghê luôn á. Dạ, em mặc là vải chiffon chị. Cái dạ hội em mang mẫu này mấy chị trung niên mà đang chuẩn bị có sự kiện đám cưới đám hỏi này kia. Đó, thì mặc cái em này đẹp ha, mà gọn dáng nữa. Màu đen mặc nhìn nó gọn người, trang sức điểm tốt. Đây là một em váy khác nha cả nhà. Tiếp theo sẽ là một cái đầm von hoa đang sale giá chỉ 100 hơn thôi. Đây lên cho cái chị mẫu này đang sale giá chỉ có là 130 thôi mấy chị ơi, rẻ lắm. Em này mã số là 1536 nha. 1536 mẫu này của em chất liệu là von nè. Dễ thương ha, cái màu nó nhẹ nhàng lắm. Mét 50 47 cân, ngực 88 eo 77 hả chị. Mặc size XL chị Kim Phương ơi, eo 77 78 chứ XL như em là kiểu nó thoải mái đẹp chị nha. Rồi bây giờ em lên mẫu này là 1536 nè. Ôi 129 là mấy chị rẻ ha. Nguyên cái đầm von dài có 129.000. Đầm này em còn size M nha, dưới 50 cân eo 68 độ về. Dưới 50 cân eo 68 độ về cho em mình chốt nè. Lên đơn cho em 1536 kèm số điện thoại nha, 129k. 129k. Chị Kim Phương, mẫu nào em giới thiệu mà có size XL là chị bận được ha. Mẫu nào có size XL là chị bận được đó chị Kim Phương ha. Rồi, đầm này thì em lẽ size. Để sao cái này lên cái nào vui size một xíu đi. Cái mẫu em mang thì nó hết mất tiêu size lớn rồi. 1536 em mặc chỉ còn size M thôi. 50 cân quay đầu cho em mình chốt nha. Dưới 50 cân hoặc eo cỡ 68 á. Eo 68 độ về cho em là mang đẹp. Chất này sẽ là chất von nha. Này có không có à, mẫu này của em thì em mang dáng xề dài nha. Rồi bên trong đúp lót với khóa sau thôi chứ không có túi. Mã số là 1536 và kèm số cho em ạ, 1536. Đây, hàng chuẩn mẫu luôn. Thấy không mấy chị ơi, hỏi em mà hàng giao đúng mẫu không rồi à, bên ngoài có đẹp như quảng cáo không thì các chị yên tâm. Tức là mình đã coi live stream như nào là nhận hàng sẽ giống. 129.000 nè, xinh quá trời, mọi đề mặc đi chơi du lịch cũng đẹp nữa, chất mát lắm. Hai lớp này là không có mỏng đâu. Chị Đỗ Hồng lấy 1536 nè. Rồi cho chị đầm em mang. Chị Vân ơi, mình đặt mã cho em đi chị. Chốt mã là 1536 kèm số cho em mới được nha. Chưa có mã số chưa lên đơn được đâu. Giá sale rồi chị Ánh ơi, sale rồi là 129.000. Ngoài like không có giá này. Qua trực tiếp shop hơn 400, live stream 129, giá quá rẻ luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, chốt đơn liền nha, mã kèm số cho em đi. Chốt đơn liền cho em mã kèm số nha cả nhà, mã kèm số. Rồi tiếp theo em coi mẫu hàng nãy giờ mặc cái này hả? Nè em, nãy mặc tới đâu rồi? 1536 kèm số giúp 1, 4, em 2, 4, nè. 1, 2, 4, sơ mi nhí. 2, sơ mi nhí. Ủa những cái gì thôi hả? Hả? Ờ, cái mắt kia nữa. Treo ở chiếc giữa rồi. Cái gì mày lộn xộn quá vậy mày? Mấy đó bên đó xa giá cao mà. Thì để đâu sao đi. Rồi em mặc là 1536 nha, 47 cân. Ok chị Thanh Nguyễn ha, xíu bên em alo nhảy nghe máy chị nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cái đầm nè, nào đủ xài xíu ha, cho mấy chị mình dễ lựa chọn hơn ha. Thích dạ hội không hay thích kiểu sao? Tại nên em nhiều đầm mới lắm luôn á. Đó này, nếu mấy chị có thích em mặc cái đầm nó như thế nào thì bình luận bên dưới cho em sẽ lên form. À, cái vest này đẹp rẻ mà full size mấy chị ơi ha, mẫu này xinh nè. Cái mẫu này là mấy chị mặc đi làm được luôn.
mấy chị làm văn phòng công sở nè, hoặc là mình đi tiệc á, em thấy mặc cái vest ôm này nó cũng đẹp nữa. Màu sáng hả chị? Này mỗi này là bi đen trắng rồi. Màu sáng ha. Màu sáng để em nghĩa coi. Nghĩa coi lên cái nào màu sáng cho chị đây. Để em coi coi. Sáng hôm nay nó lại hơi kiểu là lễ size á chị. Sáng là full size bây giờ hơi hiếm rồi. Sáng em có lễ size chị ơi. À lên cái sơ mi trắng này đi. Rồi cái sơ mi trắng này của em đang có full size nè, ML XL 2X luôn. Em này 150 nha. Rẻ nha, 150. Em mới về cái ren cũng đẹp lắm. Sáng nay mình nhận áo mặc đẹp, không phải sửa. Em cảm ơn chị Nguyễn Minh nha. Vậy là vừa y luôn hả chị Nguyễn Minh? Nếu mà chị Nguyễn Minh mặc cái kiểu cái size đó là vừa rồi đó, thì mai mốt á, mình cứ đặt cái size y vậy cho em ha. Mốt mình coi like thấy mẫu nào đẹp á chị. Đã từng mua đồ nhà em, size nó mà thấy ok rồi, mặc vừa rồi, thì lần sau cái chị cứ lấy cái size đó cho em là ổn nha. Đó dễ ha. Để nhà em may là theo số đo, may theo là cái số size sẵn rồi á. Nè như cái sơ mi em mặc này là 4 size luôn, ML, XL, 2X. Em bận về size M ha. Mẫu này nó có dây cột eo. Cái đầu này tiện là có dây cột eo nè. Đó cột vô. Cột vô cho em. Đồ em toàn bông tối bóng lên màu tươi trẻ chút nhé. Ok chị Teresa, có nhưng mà nó hơi ít lắm. Kiểu như mà nguyên lô hàng em về mà cỡ tầm 30 đồng nha, thì hết hai chắc cỡ 2/3 là màu tối rồi. Tại vì đa số với chị khách trung niên á, ngại mặc màu sáng với chị. Ít có nhưng mà ít người thích màu sáng. Cứ sợ mặc màu sáng là nó trẻ quá. Rồi có chị thì thay màu sáng thì kêu là kén da các kiểu ha. Trời ơi em thấy càng trung niên càng mặc cho nó phải trẻ trung hơn đúng không? Đó có nha. Rồi em sẽ cố gắng về thêm màu sáng cho mình nè. Rồi đây, em lên cái mẫu này vừa rẻ vừa đẹp luôn. Dài hả chị Thanh Nguyễn? Ok, lên đầm dài cho mình nha. Dài mà bây giờ full size các chị còn dạ hội thôi chị ơi. Có mấy cái dáng dài full size có dạ hội được không? Rồi em này là mã số 1461 cho em đi. 149k mấy chị. Tin được không? Nguyên cái đầm sơ mi. Nguyên cái đầm sơ mi nhà em mặc là nó cũng qua gối đó. Cái này là cũng dạng tầm trung á. Nó là mét 6 em mặc là tới bắp chân nè. Không có ngắn mà cũng có dài ha. Dáng vừa, mỗi này là dáng vừa. 149k. Mấy năm nay mình mặc áo nhà xinh xinh ai cũng khen. Hello em, cảm ơn chị Nguyễn Minh rất là nhiều luôn. Đó, khách em đã mua hàng và đã quay lại cho review. Này là review thực tế luôn. Nên nếu cái chị nào mà khách mới á, mình có động lực mua hàng chưa? Có niềm tin chưa? Em hỗ trợ cho mình là xem hàng trước thanh toán, giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị em xem hàng luôn nha. Đây là mình không phải lao vào chất lượng nè, chuẩn mẫu không? Dày mà còn không chuẩn nữa thôi luôn á. 40-65 kênh mẫu này đặt cho em là 1461. Sơ mi trắng 1461. Cái này không có size 3X chị Teresa ơi. Size 3X bây giờ là chị lựa cho em là mấy cái mà cái chất của nó co giãn nè, hoặc là mỗi mẫu mà eo bo thun á thì mới may ra là có size kiểu eo 90 được không? 3X thì bên em không có, nhưng mà em có đồng tầm 70 cân được không chị Teresa? 70 cân em có mẫu cái mẫu này này xinh nè. Đâu mất tiêu rồi. Em có cái sơ mi tay ngôi sao á chị, mà cái mẫu nó màu đen, không biết chị Teresa thích nha, chị Teresa thích không? Mẫu nó màu đen. Nha. Ừ. Ok mày đang mày. Cái sơ mi à đây. Đây nè, cái sơ mi màu đen này là chị là eo 90 mang được á nha. Eo 90 mẫu này được không? Mà mẫu này màu đen sợ chị Teresa không thích, chị ra thích màu sáng hả? Hôm nay màu sáng nha, không có cái nào mà 70 cân rồi chị ơi, eo 90 rồi. À, cái này mà chưa về. Em có cái này ánh kim đẹp lắm nè mà chưa về. Cái mẫu này mình chờ em mấy bữa nữa ha. Này chị nào mà thích kiểu lấp lánh đó mấy chị. Em này là dạng dạ hội nha, chất ánh kim. Mẫu này thì coi dạng tốt. Cái vải này thì coi dạng tốt, tầm eo 90 mình mặc vẫn đẹp nha. Chất coi dạng rất là cao. Tuy nhiên thì mẫu này em chưa có hàng sẵn. Nên nếu chị nào thích thì mình có thể đặt trước cũng được. Không thì khi nào hàng về em báo rồi mình lên đơn ha. Này ở đây, màu vàng thì em có đó mấy chị. Cái kiểu đó mà màu vàng đồng thì em đang có nè. Đây, chị nào eo 90 không? Eo 90 màu vàng đồng được không? Vàng đồng có sẵn thì mình đặt trước màu vàng đồng giúp em đi. Coi form, coi chất như nào. Còn cái màu bạch kim kia thì em chưa về ha. Em này màu cũng xinh lắm, nó là màu vàng đồng nha. Mẫu này là co giãn thoải mái luôn cho em. Chất nè,
kim tuyến nha, toàn bộ hoa văn là kim tuyến lấp lánh cho em luôn. Mẫu này là 70 cân ok nè mấy chị, ai size lớn tham khảo cho em ha. Rồi bây giờ cái đầm của em có 149.000 mấy chị, đặt liền, mẫu này mặc đi chơi, đi làm, đi đâu mà cũng đẹp, màu trắng ha, màu sáng nè. Ai thích tông màu sáng sáng xíu lấy cái này, 149k, 4 size cho mình lựa chọn từ 40-65kg. Chốt giúp em là 1461 nha, 1461 kèm số điện thoại. Rồi em qua một cái đầm, mấy cái đầm dáng dài dài xíu ha. Dài dài xíu để em nghĩ coi có cái nào nãy giờ chưa lên không. Nè, em có cái maxi này dễ thương lắm, maxi tay loe. Cái hoa văn của nó màu cam cam vàng vàng, nhìn nó cũng rất là trắng da. Tuy là nó nền đen nhưng mà cái hoa của nó rất là xinh, cái họa tiết nó xinh. Đây, em này họa tiết nè. Đây mấy chị ơi, thích dáng dài em có mẫu này. Mà hình như nó cũng lẻ size đó. Này mấy cái form dài, đợt này là mấy chị khách nhà em chốt hết hàng luôn rồi. Mẫu này em còn à. Còn có 2 size mấy chị ơi. Cái maxi này em còn có 2 size ML thôi hà, dưới 55 cân thôi nha. Tiếc ghê luôn, đẹp mà lẻ size mất tiêu rồi. Rồi để chút nữa em lên mấy cái khác cho nó full size. À thế em mặc cái màu xanh này trước đi. Cái màu xanh này dạ hội thì em còn full size để em lên trước ha. Rồi sơ mi dưới 65 cân mình chốt giúp em nha. Sơ mi đang mặc nè. Sơ mi đang mặc mã số là 1461. Em này là có dây cột eo. Có dây cột eo nên là nếu cái chị mặc rộng á, mình cột vô cho em thôi, khỏi cần chỉnh sửa gì luôn. Chị Trúc nè, chị Trúc ơi lấy đầm em mang chút, mã số là 1461 nha chị Trúc. 1461 kèm số cho em ha. Đây, một cái em váy form dài đủ size cho mình và giá cũng rất là ưu đãi. Mẫu này chỉ có 239.000 trong bài like này luôn. 239.000 đồng. Màu trắng size gì hả chị Hồng Út? Chứ trắng em mới bận hả? Trắng em mới bận full size. Trắng em mới bận dưới 65 cân vừa nha. Trời ơi, có 150 mấy chị mua đi, đây mày xinh lắm. Kiểu nó đơn giản thôi, là một cái đầm sơ mi. À nó có zip ly nha. Nó có zip ly cái chân váy nha. Đây. Chân váy nó zip ly nha mấy chị. Mẫu này xinh nè. Đơn giản mặc sang. 149 à, thiệt là khỏi suy nghĩ luôn cũng được luôn á. 1461 em mới mặc là chất liệu là von nha chị Duy Hiếu. Em này là chất liệu là von cát chị Hiếu nha. Von cát mặc mát. Ở trong đúp lót nữa, ở trong đúp lót không mỏng nha. Ok chị Hồng Lan chốt 1461. Rồi 149k cho chị Hồng Lan luôn. Đây, em lên cái dạ hội này nha. Form dài, đẹp, đủ size. Em này kiểu sang chảnh ha mấy chị, dạ hội trung niên ha. Rồi đây là 1312 của nhà em. Xịn chưa, form dài tới cổ chân. Đầm này của em cũng được may 2 lớp. Rồi có may kèm 2 túi. Cái tay le le nè. Nó giống cái màu đen nãy em bận á. Hồi nãy em có bận cái dạ hội màu đen mấy chị nhớ không. Màu đen thì còn có 2 size thôi. Đây màu đen nè. Màu đen còn 2 size, màu xanh thì còn full size. Xanh em mặc đủ size nha. Rồi chốt chị Duy Hiếu. Cái đó chị Duy Hiếu lấy size M nha. Lấy size M cho em, nếu mà hơi rộng em mình cột lại giúp em. Chứ em mẫu đó thì em không có size S. Mẫu đó không có size S nha. Trời ơi chị Duy Hiếu mà tầm size S là em có mấy cái đầm đang sale 99.000, rẻ lắm chị mặc được á. Đợi xíu đi em lên mấy cái đầm sale 99k cho. Chị Duy Hiếu mặc size S, S đầu size M là nhiều đầm sale lắm. Rồi em mặc là 1312. 1312 hôm nay đủ size nha. Năm đơn đầu tiên các chị đặt đơn, em sale 239k cái đầm này luôn. Quá xuất sắc mấy chị ơi, cái màu nè. Size này xanh đậm nên là không hề kén da đâu mấy chị, không phải kiểu xanh đậm chuối đâu, nên là đừng có lo nha, không hề lè lè đâu. Tay lê lê cho em nè, sau lưng khóa kéo nha, có túi luôn. Rồi lên đơn cho em mã này sẽ là 1312. 1312 kèm cho em cái số điện thoại nha. 1312 239.000. Chị nào lên đơn sớm có. Mẫu này là không chốt hết được nha. Em chỉ sale được cho 5 đơn thôi đó. Ngoài like là giá 550. Chị nào qua trực tiếp shop em, cái mẫu dạ hội này 550 nè. Ở nhà coi like có 239, giờ còn không chịu đặt đơn nữa, quá rẻ. 1312 rồi, chúc cho chị Sơn K em còn 4 đơn nữa. 239.000 đồng còn 4 đơn nữa thôi, các chị ơi nhanh tay đặt luôn. Nếu mà thích thì mình chốt mã kèm số giúp em ha. Mẫu này là 1312. Để em ghim giá là sao không ghim được ta.
Đây, 1312 kèm số cho em nha, 239.000 đồng. Tính ra đổi có mấy giây chia sẻ thôi, có 3 lần thôi, vài giây thôi là mình săn sale giá rẻ quá trời rồi. 550 tại shop trên line này em sale còn 239.000 bộ này luôn ha. 40-65 kênh vừa. Rồi chị Thủy Tiên 1312, 239 em còn 3 đơn. Em còn 3 đơn nữa để chốt 239, còn lại là về giá cũ nha, tranh thủ nha mấy chị ơi. Đẹp, rẻ, bao chất luôn. Rồi em lên đầm sale ha, lên cái đầm sale 99 lấy không khí nha mấy chị ơi. Lên một mẫu đầm sale 99k đi, cho mấy chị mình có không khí chia sẻ một xíu ha. Rồi em có cho mình là cái đầm beo đi, beo này xinh nè. Beo này mặc em thấy mấy chị khách khen là trẻ trung nè, dễ thương. Cái mẫu này là tuy là họa tiết beo là mình nghĩ là nó vừa tuổi chứ không phải đâu mấy chị. Beo nhưng mà cái form á, cái form đồng mây nhìn dễ thương lắm. Em mặc cho mình coi luôn. 131240 kênh, được chị Giang lấy size M. Mà size M cho em, đây em mặc là size M nè. Size M nhà em mẫu này là eo dưới 70. Nếu mà eo chị Giang tầm 68-70 thì mang đẹp. Còn eo mình nhã hơn thì nó hơi rộng một xíu. Có gì mình về đeo kèm thắt lưng hoặc là bóp eo giúp em ha. Chứ em không có may size S rồi. Nha, cái mẫu này thì size M, mẫu này size M cho em. Rồi qua mẫu nha, 239. Ok, chúc chị Nguyễn Khoa mẫu em mang, vậy là còn 2 đơn nữa thôi. Còn 2 đơn nữa thôi, giá là 239.000. Các chị ơi tranh thủ giúp em. Tắt like là về giá cũ nha. Mẫu đó mà qua shop là hơn 500 á. Chị nào mà không mua trên like ha, qua trực tiếp cửa hàng là giá nó còn cao hơn nữa. Rồi đây, lên mẫu này 99k. Đây, chia sẻ cho em 3 lần có cái đầm này luôn. 99k đầm em mang, mã số là 1509 nè. 1509 em này xả kho 99.000, sale còn nhiêu sale hết. Đầm này em còn mấy cái là sale hết, bỏ mẫu luôn, không có về thêm ha. 99k. 99k đầm em đang mang nha cả nhà ơi. Chốt đơn mã số giúp em là 1509. 1509 kèm số cho em ha cả nhà. Ok, chị Giang Vang dồn đơn rồi, vậy là còn còn một đơn nữa thôi. Còn một đơn nữa thôi để chốt cái đầm này. Có chị nào ưng không, suy nghĩ kỹ nha. Còn đúng một đơn nữa thôi đó, là em về giá cũ ha. Rồi chị Giang Phan chốt cái này size M nè, địa chỉ cũ ha. Ok, đây một đơn cuối nha. Cái này đẹp lắm, 239 em bảo đảm mấy chị là nhận hàng bất ngờ. 200 mấy đi chợ mua vải, có không phải dài như vậy mà may thành phẩm đẹp như anh em Hồng. Xào có được, tay le nữa nè, xuất sắc luôn. Sau lưng khóa ổn nha, màu này đẹp lắm. Mẫu này ở ngoài khỏi lo đụng hàng luôn, váy cho em may mà sao đụng được. Rồi đây em qua mẫu khác nè. Đầm em mang 99.000 hai cả nhà. Cái mẫu này thì em còn size M thôi. Đầm beo của em là còn size M nha, dưới 50 cân thôi. Cái này size lớn em hết rồi. Dưới 50 cân mang đẹp cho em mẫu đầm này. Sale luôn là 99k, chốt đơn 1509. Chốt đơn cho em mẫu này là 1509 nha cả nhà. 1509 kèm số điện thoại. 1509 kèm số điện thoại cho em, có 99.000 thôi. Quá dễ thương luôn. Beo này là beo màu nâu ha. Đó, mình thấy cái form đồng hồng, cổ vuông, tay phồng, nhìn trẻ trung liền. Mà hầu như khách em nhận mẫu này đều khen là ở ngoài mặt nhìn trẻ trung hơn. Đó, form là form xòe, độ dài thì vừa tầm là phủ gối ha. Em ra 1m6 nha, vừa tầm phủ gối của em luôn nè. Rồi 99k đầm em mang, chị nào ưng đặt đơn liền em tư vấn nè. 1509. 1509 là kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Nhận hàng mình được kiểm tra ha. Livestream em mặc như nào là khách nhận sẽ giống vậy á, không có gì khác hết. Đây là cái chị cứ yên tâm nha. À, em mới về cái đầm nhung nè mấy chị, có ai thích đầm nhung không? Có chị nào đang tìm đầm nhung tâm không? Nè, em có cái đầm nhung tâm mới màu đen mấy chị ơi, màu đen mà gọn dáng ha. Hoa xanh ở trên tường hả chị? Cái này, ủa, cái em mới bận hay sao? Cái em mới bận là còn một đơn nữa để giá 239 đó chị Hạnh Nguyễn. Còn một đơn nữa nha, rồi em quay về giá cũ là bình thường like khác của em. À, 369. Ủa, em cầm đúng cái chưa? Lộn cái này mới đúng. Nè, cái này của em nè chị ơi, 1312 nè. Là em còn một đơn nữa thôi, để chốt giá là 239.000. Còn một đơn nữa được sale nha. Còn lại là những chị nào đặt sau thì giá nó quay trở lại là 369 giúp em ha. Em không có sale hết, sale có 5 đơn thôi nè, giờ có 4 chị đặt rồi. Sale 5 đơn thôi, có 4 đơn được lên rồi. Còn một đơn cuối nha, 239.000. Chị nào nhanh tay có. Rồi,
Em qua mẫu ha, đầm em mặc 99k nè, này dễ thương quá trời. Lẽ size tiếc ghê, đầm này mà còn size lớn à. Không có giá 99 đâu. Đầm em mang chỉ còn size M thôi. 99k mẫu đang mặc ha, mã số 1509 nè. 1509 kèm số cho em ha, chất lụa. Em này chất lụa mango mát nha. Em chào chị Lý Trân nè. Rồi qua mẫu lên một cái đầm nhung mấy chị ơi. Lên một em đầm nhung sale luôn, mẫu mới nè. Chất nhung tâm này mặc mát nha, nó cũng có co giãn nữa đó. 1605. Đầm nhung em mặc đây là mẫu mới nha, 1605, em này kiểu cũng đơn giản dễ mang. Không, mấy cái này không có lo lỗi thời nè. Rồi sale luôn 349.000. 349k cái đầm nhung em mặc luôn. Xịn không mấy chị ơi, đơn giản quá trời. Màu này mặc lên là nhìn gọn liền. Em cao mét 6 chị Nguyễn Hương, em cao mét 6. Nào form này cũng ngang bắp chân. Cái đầm này nó cũng độ dài vừa nè. Đó, nó ngang bắp chân của em như này ha. Rồi tùy vào chiều cao mỗi chị mà sẽ có size tương ứng nha. Chốt mã kèm số cho em đi. Chốt mã kèm số cho em và nhờ ơi nhanh tay đặt luôn em tư vấn và chừa hàng ha. Mã kèm số điện thoại cho em là được ạ. Em cao bao nhiêu? 1m60, em nặng 52 cân. Hôm nay em 52 cân và em vẫn mặc size M được nha. Eo dưới 70 là ok. Eo dưới 70 là ok cho em ha. Rồi, đầm em mang mã là 1605. Nhung tâm nha mấy chị ơi, nhung tâm. Nghe nhung vậy thôi chứ nó không có bị kiểu là chất nó dày quá đâu mấy chị. Thật ra cái em nhung tâm này chất nó cũng mỏng mát thôi. Nó không bị xuyên thấu nha, chứ không phải là quá dày. Mẫu này mặc ok đó, mát nhẹ. Rồi nhung tâm sale 349k mẫu mới vừa về. Em này là nằm trong bộ sưu tập mới về gần đây của nhà em. Đang có đủ size cho mình lựa chọn luôn ha. Ơi coi giãn mặt êm nha, màu đẹp quá trời. Màu đen mấy chị mặc là không bao giờ lo lỗi thời luôn á, sau lưng khóa kéo nè. Đầu tu em này là mặc đi đâu cũng được luôn, dễ phối phụ kiện, phối là thắt lưng cài áo gì vô cũng xinh ha. 349k nha chị à, Anna ơi, 349. Sơ mi màu trắng hả chị, sơ mi trắng 1461 phải cái này không chị? Đây phải cái này không? Sơ mi trắng này của em đang sale 150 nè. 149k nè, đúng cái này chưa chị Hồng Út ơi, mỗi này có 150 thôi. Mã sẽ là 1461 nha, có dây cột eo nè. Mặc rộng cột vô cho em là xong, khỏi cần đi bóc eo gì hết trơn á. Như cái đầm em mang là không có dây eo. Đó, mặc vừa, hai chọn size vừa cho em, hơi rộng là phải bóp. Đó, còn cái đầm này là không cần bóp luôn. Cái này có dây eo sẵn nè. Rộng là cột vô thôi, không cần chỉnh sửa gì luôn. 150 nha, 150 trên like chốt đơn liền cho em 1461 nha cả nhà. Sơ mi trắng ha, ưng ý sơ mi này chốt đơn 1461 kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn và giao hàng luôn. Này là em chỉ sale trên like nha, ngoài like không có sale. Giá quá lỗ luôn mấy chị ơi. Quá lỗ vốn của nó luôn. Em còn cái trắng này nữa nè chị ưng không? Nè, em còn cái trắng này cũng xinh lắm, cái trắng này thì form nó dài hơn. Cái trắng này phong nó dài hơn, cái tay nó cũng là tay dài luôn. Thích màu à, thích cái kiểu này không chị? Thích phong dài không? Em mặc thử mình coi này ha. Rồi chốt cho chị Minh Tú đầm em mang nè, mã số là 1605 nha, coi chừng nhầm. Em mặc đây là 1605, chị nào ưng chốt đơn 1605 giúp em. Chị mua đầm sóc này mấy năm rồi, đẹp, mặc toàn đầm sóc này thôi. Em cảm ơn chị Giang rất là nhiều, cho chị Giang một trái tim. Em chào chị Phương Linh ha. Đó, mấy chị thấy không, khách em cho review nè. Nhiều khi nha, mình mua cái đầm của nhà em á, em nói với chị, khi nào mà chán mặc nữa thì thôi, chứ khó hư lắm. Như một cái đầm như đầm nhung này của em đi, em bảo đảm mấy chị mặc 2-3 năm trời luôn. Tại vì mấy cái đầm kiểu này đâu phải ngày nào mình cũng mặc đâu. Tuần mặc một lần, 2-3 tuần mặc một lần. Đó em nói mặc 3-4 năm nó vẫn y chang như vậy, không có hư hao gì hết trơn á. Tại vì em cũng mặc đầm của shop mà. Mặc dù thời trang trung niên nhưng mà có mấy mẫu xinh lắm mấy chị. Nên em cũng có lấy đầm shop bận hoài, mà em nói bận hoài nó không hư. Bận hoài không hư, cứ để trong tủ là khi còn bận vừa là cứ bận thôi. Sợ không vừa thôi chứ vừa thì cứ bận cho em thoải mái ha. À, chúc em có cái đầm bi kia xinh lắm. Nếu mà chị nào trẻ trẻ nha, em thấy cái đầm bi kia dễ thương kìa. Không có bị kén tuổi đâu. Đợi em xíu em lên cho mình coi. Rẻ lắm cái đầm bi. Cái bi này nè có 239 là mấy chị. Mà trẻ mặc cũng xinh, trung niên mặc cũng đẹp nha. Em cũng lấy cái này rồi nè. Nè cái bi này dễ thương lắm, không có bị dừa tuổi đâu. Bon chen được cho em cái này 239k. Bầu bí thì lấy size lớn cho em bận ha. Mẫu đó full size á. Đây, em còn cái trắng này nữa.
Em này thì form nó dài hơn là cái trắng vừa rồi. Nè, đầm này của em nè, cái form nó dài hơn là cái trắng vừa rồi ha mấy chị. Đầm đẹp nè, chị mới nhận hàng. Hello, em cảm ơn chị Hương đỡ nha. Đó thấy không, khách em cho review cả nhà. Trời thiệt luôn á, nói có sách mách có chứng. Hôm nay mặc cái đầm của shop em đi làm mấy chị ơi, mà cái đầm này giờ mấy chị muốn mua không có đâu. Bây giờ mấy chị muốn mua cái đầm này giống này của em, hôm qua mới thấy có chị khách hỏi đầm sắc nách luôn. Hôm qua mới có thấy khách hỏi đầm sắc nách đúng không? Cái mẫu này của em là qua đợt rất là lâu rồi nè. Cái đầm hoa hồng này của em nè, thật ra cái tay nó cũng có hơi cái tay nhỏ nhỏ chứ không hẳn là sắc nách. Mẫu này xinh lắm luôn, mẫu này là chắc phải 3 năm trước rồi nha mấy chị nè. Từ 3 năm trước cái mẫu này là hàng về bên em nè, em bán em lấy một cái em bận nè, xinh không? Nha, nói thiệt luôn không phải nha. Đây, hàng nhà em nè, thấy không? Xinh xinh xóp nè, y chang cái đầm cái mặt em đang bận luôn á. Đó, mới không mấy chị coi mới khen luôn. Em mặc 3 năm rồi đó nha, mặc 3 năm rồi vẫn đẹp như thế này luôn. Qua mấy chị hỏi mà hết hàng mẫu này rồi. Rồi, đầm em bận là mẫu mới, cũng mẫu mới luôn, cái này cũng mẫu mới luôn á. Cái đầm bi đẹp rộng hả? Ủa? Cái cổ này chị thấy nó hơi rộng hả? Còn tại em là em lấy cái 2X em bận luôn. Tại em trừ hao em thích mặc rộng rộng á. Em trừ hao là em lấy cái bi này size 2X luôn nè. Em mặc cái cổ em thấy nó cũng kiểu là vừa mang chứ không rộng quá đó nha. Còn này chị thấy hơi rộng hả? Em thì em lại thấy nó ok bình thường á. Rồi còn nếu mà hơi rộng để chú em kiếm cái khác cho. Đây sơ mi em mặc cả nhà ơi, 1551 còn có 2 size hả? 1551 nha, sơ mi mẫu mang còn 2 size cuối, 159k cho em. 159k cho em cái mẫu này luôn. Dài, form dài. 1m6 là em mặc là nó gần tới cổ chân đó, nó qua bắp chân luôn nè. Tay bo thun, xinh ha, 159. À nó cũng xem như cái váy kia, cái kiền 149 thì cái này 159. Mẫu này em còn 2 size cuối nha, M với L, 55 cân đổ về cho em. Đó. Đầm đẹp như này mấy chị thấy không? Mà giá rẻ nữa. Mua cái này bận ha, ở nhà bận cũng thấy cũng xinh. Chất thì mát, không có bị nóng. Size 2X còn không em? Hết rồi chị ơi, mẫu này em hết size to rồi. 1551 em mặc đây, chỉ còn M với L thôi. Còn bao nhiêu cái cuối là em sale tri ân hết, em bỏ mẫu. Bình thường là hơn, bình thường trên like của em mẫu này hơn 300. Hôm nay em sale 159.000. 159.000 đồng. Chị 40kg. Ồ, chị 40kg là chị mini quá. Đây là nhìn nó rộng rồi, đúng rồi. Em thì em 50. Em 50 em mặc nên thấy nó bình thường. Mà em mặc 2X luôn á. Em bận size đây nè, em có cái 2X em lấy với chị coi. Trời ơi, em thấy nó không có rộng quá. Đây mấy chị ơi. Nè. Giấu trước một cái. Tại vì rút kinh nghiệm á ha. Mấy cái mẫu đầm em nói cái nào mà về nha là nó cứ hết size hoài luôn. Nên là phải lấy gốc trước. Chứ đợi mà đến khi mà hàng đến hàng cuối lẻ size rồi là em hết cái size em thích nữa. Nè, trên tay em cầm là cái size 2X, cái đầm bi em chuẩn bị mặc cho mấy chị xem nè. Em định mặc cái size M nhưng mà em bận thử cái 2X mấy chị coi ha. Thì em thích mặc rộng rộng vậy đó nên em lấy cái size to em bận luôn. Đem qua thử cái đầm bi nha cả nhà ơi. Rồi sơ mi của em chị nào thích hơn? Mẫu này là 1551 nha, 159 thôi rẻ. Em này rẻ đi làm đi chơi gì bận cũng được. Em thấy mẫu này cũng dễ mang á, không có lỗi thời đâu. Kiểu sơ mi tay dài dài bo thun xinh lắm xinh lắm. Nè, em mặc cho chị coi mẫu này ha. Mẫu này chị nào bầu bỉ nè, mình lấy cái 2XL mình lấy cái 2XL bận cho em luôn ha, trừ hao luôn, kiểu bận thoải mái luôn nè. Em đang bận là 2X luôn, em thấy cái cổ nó cũng kiểu là vừa với em á nè, nó không quá rộng. Đây em thấy nó bình thường nè, 2X nè, size 2X luôn nè mấy chị coi. Nhưng mà mặt nhìn nó cũng dễ thương không, giống như là một cái dạng nè baby doll đó mấy chị, thấy không nè. Bầu bỉ mình bon chen 2X mình bận cho em ha. Ai bầu bỉ mà thích cái kiểu này nè mấy chị, bận thoải mái nè, lấy 2XL là sẽ là thành cái form em bận nè. Rồi còn đúng size nó sẽ ôm như này nha, đúng size để cái chị mình nè, ví dụ thích mặc bình thường thì cứ lấy đúng size, thích mặc rộng rộng thì mình lên size, còn thích bình thường thì lấy đúng size nè. Đúng size nó ôm eo cho em, dễ luôn không? 239k cái mẫu này. Nè cái cổ là em đang mặc là size 2X, cái cổ nó chỉ tầm này thôi chứ không quá to. Nha, 239. Chị Di Hiếu mét 6-45 cân. Trời ơi, chị Di Hiếu ớ hơn em rồi. Em đang muốn xuống xuống 50 cân lại đi mà còn chưa xuống được 45 cân nè. Chị mặc size M quá đẹp rồi. Mà size M như em ha.
Cái đầm này chị Di Hiếu thích thì số size của chị Di Hiếu là mặc size M là ok rồi. Còn chị thích mặc rộng hay không thôi. Thích mặc vừa người lấy size M cho em. Em đang thích mặc rộng nên em lấy luôn cái size to nhất em bận luôn. Trừ hao, trừ hao mốt cái trò người lên mặc vẫn được. Rồi cái đầm này sale ha, 239k cho em ít chị ơi, 239. Rẻ không? Nè, size M nè. Trên tay em cầm là cái size M nè. Em mặc là size 2X nè. Cái cổ này là của 2X nè, mà cũng không có rộng quá so với size M là bao nhiêu nha. Tay lỡ form đầm xè dài, mẫu này em may 3 tầng. Đầm này em may xè tới 3 tầng nha. Bên trong đúp lót em thấy cái kiểu này là trẻ mặc cũng ok. Như em mặc này, em lấy một cái bận nè. Cái này là cái của em á. Đây cái của em nha. Bây giờ không đặt mấy mốt hết hàng là em không có nhường cái này đâu đó. 239k đó mấy chị ơi, xinh cực kỳ luôn. Đi chơi cà phê du lịch bận cũng đẹp. Thấy nó tầng không mấy chị, thấy 3 tầng rồi nó không? May 3 tầng nó có nhúng nhúng nữa nè, dễ thương lắm, sau lưng là phá kéo ha. Mẫu này trẻ hay trung niên gì mang cũng đẹp hết. Đang sale chỉ có 239, còn hàng mấy chị đặt luôn đi. Kiểu này dễ mang nè, chắc nó cũng hết hàng nhanh thôi. Lên đơn cho em mã số là 1578 nha cả nhà, 1578 kèm số cho em. 1578 kèm số, cái họa tiết bi nó dễ thương ha, nó tròn tròn mà nó có lủng lỗ mấy chị ơi. Khoét khoét nữa đó. 1578 239k, form là form dài. Đây cái 6 em mặc là nó dài à, gần tới cổ chân ha, mét 60 mặc gần tới cổ chân. Cái em vẫn là cái 2X đó nha, em đang kẹp lại đó. Nè form này size 2X này, sau lưng là phá hở nha. Rồi form xè dài bầu bỉ lấy thấy bận cho em đi. Mẫu này ưng ý thì mình lấy luôn cho em mã số là 1578 nha. 1578 kèm số cho em ha cả nhà. Rồi tiếp theo lên một em váy cái nào đây ta? Mình có muốn em mặc màu nào phía sau không? Em sẽ lên cho mình xem. Lấy mẫu nào bình luận bên dưới để em tư vấn nha. Mã kèm số cho em ha. Mã kèm số. Rồi tiếp theo em sẽ lên thêm cho mình một em đầm khác đi. 1578 chị Trần Hiền. Ok, 239.000. Rẻ ơi là rẻ luôn á. Thiệt là cái mẫu này mấy chị mua là không có thấy phí luôn. Tại mặt rất là xinh. À, em có cái đầm vest này nãy định bận mà chưa bận nè. Mấy chị thích bận đầm ôm không? Hay thích đầm xòe? Em lên tiếp đầm xòe. Này, còn ai thích đầm ôm thì mẫu này là dạng nó hơi ôm nhưng mà cũng dạng ôm suông thôi, chứ không có ôm quá đâu. Cái này là em phải mở ra em cất lại vô bịch cho em nè. Cái này là em đây là để em cất đó. Rồi, đây, qua cái đầm vest nha. Dần đơn cho chị Trần Hiền. Ok, mẫu đó xinh lắm, mẫu đó khách em nhận cũng khen nhiều. Không phải mình em khen nha, mà khách nhận thì cũng khen mẫu đó luôn. Rất là dễ thương. Đây, một em đầm vest chất poly có độ co giãn cho mấy chị luôn. Em này chấm bi ha. Màu đen trắng. Họa tiết bi màu đen trắng nha. Có cái túi ở phía trước nè. Cổ là cổ vest ha, có cái túi phía trước cho em. Rồi 1398 cả nhà ơi. Lên đơn cho em mẫu này sẽ là 1398 nha. Em còn à, em còn 4 size cho mình lựa chọn luôn. M, L, XL và 2X luôn. 149k mấy chị ơi, 149k. Một em đầm vest. Dáng của nó là nó hơi suông suông chứ không có ôm bó đâu, cũng dễ mang, đi đứng cũng thuận tiện cho em ha. Hôm nay sale là 149.000 nha, 149.000 đồng. Chị yêu nào ưng ý mẫu này chốt giúp em 1398 kèm số điện thoại. Đây, cái màu này không có bị kén da đâu mấy chị yêu ơi. Đó, form nó như này nè. Rồi, hôm nay sale nha, 149.000 đồng. Form em mặc đây sẽ là form hơi ôm suông ha. Cổ vest nè, đi làm hay là mấy chị đi chơi nè, đi tiệc bận cũng xinh nữa. Đó, em còn 4 size cho mình lựa chọn ha. M, L, XL và 2X. Chất của nó nè, có co giãn nha. Poly, dày dặn co giãn. Không mỏng đâu, em này chất cầm nặng tay luôn á. Nhưng mà mặt vẫn mát nha. Rồi hôm nay sale 149k. Hello chị Bích Thùy nha. 52 cân lấy size L đi chị. 52 cân size L nè, chất của nó đây. Co giãn ha, 149.000 đồng. Cái cổ nó sẽ phối màu trắng nha. Cái nền, cái đầm á thì là nền đen bi trắng. Còn cái cổ với cái túi thì nó là nền trắng bi đen, nó hơi ngược xíu. Giá là 149k cho em mẫu này, size M, L, XL, 2X luôn. Rồi 40-65 cân cho em mình chốt ạ. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu là xem trước thanh toán ạ. Bao giá nha, dễ thua quá trời. 149k cái đồng. Rất sắc
luôn, sau lưng là khó kéo cho em ha. Lên đơn mã kèm số cho em nha cả nhà, 149k mẫu này ha. Ưng ý mẫu em đây, trước đơn là mã số 1398 nha. Chốt đơn mẫu này cho em 1398, em có cái đầm ánh kim đi tiệc cho mấy chị trung niên nè. Mẫu này thì không dài quá, mẫu này là ánh kim nhờ phong ngắn. Em có một cái ánh kim phong dài nữa. Có một cái ánh kim phong dài nữa nha, chị nào thích dài thì chúc em lên tiếp cái dáng dài. Còn em lên trước cái dáng ngắn này ha, mẫu này thì phong dễ mang. Đơn giản thôi mà họa tiết nó đẹp. Full đồng là kim tuyến luôn á. Em mặc là vải poly nha, em mặc là poly. Trước chị Bích Tuyền 1398 nè, đó, to giãn ha. 65 kênh quay đầu, hôm nay shop sale 149k nha cả nhà ơi, 149k. Em có size từ 40 cho tới là 65 kênh ha. Ok, chị Phan Huyền có đơn, em thấy đơn của mình rồi nè. Rồi đây, qua cái đầm này đi tiệc nha. Chất liệu ánh kim có độ co giãn cho em. Mã số là 1604 ha cả nhà. Đi tiệc này kia xinh nè. Em này lấp lánh lắm. Đây, 1604 cho em nha. Cái vải nó là kim tuyến á, cái hoa văn nó là kim tuyến. Đây. Rồi, co giãn nè. Đầm này 70 cân ok nha. Mẫu này 70 cân quay đầu cho em, mấy chị mang ok. Eo cỡ 88 mang đẹp. Đẹp thì cỡ tầm eo 88 quay đầu cho em ha. Chốt đơn mã này 1604. Chốt đơn mã này cho em là 1604 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. 1604 kèm số điện thoại cho em ha. Giá sẽ là 349 mấy chị ơi. 349k mẫu đồng này cho em ha. Mã số là 1604. 1604 sale 349k nha. Tranh thủ đặt luôn em tư vấn nè. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán. Hàng em mặc sao thì trên live như nào là nhận y chang thôi. Live stream như nào là khách nhận y chang vậy chứ không có gì khác hết ha. Rồi lấy mẫu em mang trước mã là 1604 nha cả nhà. Sau lưng khó kéo nè. Đó, form nè, form dài đẹp chưa, 1m6 mặc là ngang bắp chân. Chất co giãn và toàn bộ hoa văn ở trên đầm nó sẽ là ánh kim như này. Chất của nó nè, hoa văn của nó là kim tuyến á mấy chị ơi. Dệt kim tuyến ha, lấp lánh cực kỳ luôn. Mà mặc bên trong thì em dệt mịn nè. Đó, bên trong cái này nó mịn nha, không có bị ngứa, không bị châm chích khó chịu gì đâu. Mặc êm ha, không lo bị ngứa. Hoa văn nếu chị có màu vàng đồng ha, lấp lánh chưa. Rồi, 349k nha, em chào chị Lan Vi ạ. Chúc đơn 1604 cả nhà ơi, đừng đặt là mẫu em đang mặc nha. Hay là cái đồng đang giới thiệu là không có được chốt đâu. Phải ghi mã số cho em, 1604 kèm số điện thoại. Có co giãn chị ơi, mẫu này co giãn ok đó. Như mấy cái đồng khác là eo cỡ 85, 86 thôi. Thì cái mẫu này eo 88, 90 nè. Mẫu này eo 88, 90 quay đầu cho em ha. Sale luôn là 349.000. Rồi em ghi mã rồi đó. 1604 giá là 349. Ha, chị nào chưa có mẫu này bình luận sớm cho em nha. Mã kèm số ha cả nhà ơi, mã kèm số điện thoại. Em sẽ giao hàng đến tận nơi luôn. Hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán nha, phong nè. Đẹp chưa? Rồi tranh thủ đặt luôn, hàng được giao đến tận nơi. Hỗ trợ cho cái chiêu là kiểm hàng trước thanh toán ạ. Lấy mẫu em mang bình luận phía dưới ha. Mã kèm số cho em nha cả nhà ơi, mã kèm số. Nên chạy bao nhiêu rồi ta? Hết rồi. Nhiều. Mười mấy rồi. Mẹ ơi. Mã kèm số giúp em nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Từ 40 cho tới là 65 hoặc là 70 cân tùy vào chiều cao các chị yêu mang được nha. Chốt mã giúp em mẫu này là 1604 kèm cho em cái số điện thoại nè. Rồi tiếp theo em sẽ lên một em váy khác nữa nha. Maxi không biết chị ơi, maxi dáng dài không à? Hồi nãy em nó định mặc cái maxi này mà chưa kịp bận nè. Đây, cái này xinh lắm. Em này lẻ size nhưng mà được cái nó đẹp mấy chị ơi, giá cũng rẻ nữa. Nguyên cái đầm von dài có 199 nè. Nguyên cái đầm von dài luôn nè. Tay loe luôn, có 199k thôi nha. Nhưng mà còn size M với L thôi đó, hết size lớn rồi. Em chào chị Nhi Trần. 2X hả chị? 2X, cái mẫu em mang thì eo cỡ 90 được nha. Còn tùy mẫu chị ơi, tùy mẫu nữa chứ không phải cái nào nó cũng co giãn được nha.
Đây em lấy cái đầm von này là eo dưới 75, 76 thôi. Đây tiếp theo một em váy maxi von dáng dài, mã số là 1593. Em này form dài thước tha đẹp mà còn có size M với L thôi. Chị nào 55 cân đổ về cho em mang được nha. Đây, chất von nè. Dưới 55 cân mang đẹp cho em mẫu này ha. Sale luôn đầm em mang với giá sẽ là 199.000 đồng. Ok chị Minh Thư, size 2XL 1398. Cái đầm đó nãy giới thiệu trăm mấy á ha, rẻ yên tâm. Bao chất luôn. Bao chết luôn nha, nhận hàng được kiểm tra nữa. Khi mà các chị coi livestream nhà em ha, like như nào là nhận hàng giống vậy luôn, 100% chuẩn mẫu nè. Rồi đây, đầm em mang là maxi tay loe nha, giống cái dạ hồi nãy ha. Em này thì đơn giản hơn. Nền màu đen có phối họa tiết cho mình nè, tay loe form dài may kèm hai túi. Mẫu này sale 199.000 đồng luôn. Em còn hai size cuối là M với L nha. Chị nào 40 cho tới là 55 cân mặc vừa cho em nè. 40 tới 55 cân bận vừa ha, tranh thủ mình lên đơn sớm. Shop sẽ giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu xem trước thanh toán nè. Mã kèm số cho em nha cả nhà ơi. Mã kèm số điện thoại cho em ha. 199k đồng này em còn hai size cuối là M với L nha. 199k còn hai size cuối cùng là M với L. 55 cân quay đầu. Mẫu này xinh lắm, cái chất nó nhẹ tinh nè. Thấy em mặc form dài rồi hai lớp rồi, thật ra rất là nhẹ nhàng mấy chị ơi. Nhẹ tinh cho em luôn ha. Có size chị mà tại em bán hết đó chị Cherry. Size lớn khách em mua hết trơn nè, em còn size nhỏ thôi. Cái gì vậy? Đợi em xíu nha. Rồi 1593 kèm số cho em ha cả nhà ơi. 1593 kèm số. Hôm nay sale giá sẽ là 199.000 ha. 199.000 đồng. Các chị có nhu cầu muốn xem mẫu nào phía sau mình nhắn em nha. Các chị có muốn xem mẫu nào mình nhắn em ha, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nè. Mã kèm số giúp em là được ha. 1593 kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp theo sẽ qua theo một em đầm khác nữa. À lên một cái đầm vest nha. Em có cái mẫu vest này cũng xinh, cái màu nó nhẹ nhẹ dễ mang nè, không có kén da. Mẫu này nhẹ nhẹ dễ mang, không có bị kén da ha mấy chị. Màu này nó sẽ hơi kiểu cam cam mà nó có be be mấy chị ơi. Màu xinh lắm, rất là lạ. Màu này cũng không có đụng hàng luôn, đảm bảo luôn, chất mướt nha. Em này chất mango gân, chất mango gân mấy chị ơi. Rồi đây qua mẫu nha. Lên mẫu là đầm em mặc là 1593 nha cả nhà. 1593 kèm số cho em ha. 1593 kèm số. Ai lấy mẫu này bình luận sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Rồi đây một cái em đầm vest. Em này là chất mango gân nha. Chất này mặc mát, mát lạnh luôn. Cầm vô thấy mát rồi. Đây mặc mà chất nó mướt luôn á. Đây vest em mang mã số là 1496 ạ. Vest em mang là 1496 nha. 1496 ngày hôm nay sale luôn. 149.000 đồng em có đủ size cho mình nha. M, L, XL và 2X ạ. Đây. Rồi em mặc đây là 1496 cả nhà ơi. Sale 149k đang có đủ size cho các chị mình luôn. M, L, XL và 2X nha. 40-65 cân. 40-65 cân là vừa giúp em nè. Cái form này nó hơi chữ A nhẹ thôi. Cái hơi chữ A nhẹ như này thôi là mặc rất là dễ ha. Không có bị kén dáng. Mình tròn người hay ốm người gì cũng bật đẹp cho em luôn. Đó phía trước là có phố hình Hàn Quốc trang trí nha. Sau lưng là khóa ẩn cho em ha. Rồi 1496 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Giá đang sale là 149k.
giá đang sale là 149k cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Từ 40 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà. Đầm em mang là chỉ sale trên live thôi đó, không sale tại shop nha. Chị nào mà qua trực tiếp shop là em vẫn đang bán hơn 400, ở nhà coi livestream chốt đơn 149.000 đồng thôi, quá là rẻ luôn. Rồi ba livestream này em sẽ lưu lại nha, và hẹn gặp lại các chị vào livestream tối hôm nay vào lúc là 6:30 tối nha cả nhà. Đó, còn bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream và hẹn gặp lại các chị vào livestream sau ha. Chúc các chị một buổi trưa thật là vui vẻ nha cả nhà.